chốt một cái máy lặn ở dưới kia đi thì cũng ăn. Em có nhiều mà chị, lên nhìn có cả mẫu mới luôn, mẫu mới luôn, có luôn chị ơi. Nhiều lắm, nói chung là nhiều vô cùng luôn. Đấy, các chị muốn mua cái gì cũng có hết, chỉ có cái quan trọng nhất, duy nhất đấy. Các chị biết là gì không? Là chưa có thời gian để bán được, các chị được nhiều thôi. Hello cả nhà, phải công nhận cái này mặc lắm. Ơ, chứ cái này chưa ủ ý. Phải không? Hơi nha. Mặt nó lấp lánh lấp lánh, các chị nhìn thấy cái độ lấp lánh của. Nhưng mà cái quan trọng nhất em nói cho các chị nghe nè, bỏ cái ghế ra đây, bỏ mấy cái hàng ở đây này. Cái hàng mà nhà mình bán tơ tằm mà hồi trưa nay cô nói chị Chảo á, bỏ hết lên đây cho cô luôn. Tổng mấy vật và em tú mặt ghé 150 chị ơi. Này em nói các chị nghe này, em nói ví dụ như cái tờ tổng này nha, các chị nhìn thấy mẹ đúng không, rất đẹp nha. Rất là đẹp nha, các chị.
hôm nay là chính xác là xà lem cho các chị, vì nó còn lại một áo với hai áo này. Này các chị ơi, nếu bây giờ em chỉ bán cho các chị bằng với giá lụa mango không thì các chị tính sao? Mà đã vậy là tơ tằm chính hãng mà toàn là hàng mắc tiền không thì các chị tính là sao? Các chị không lựa chọn cái này thì thôi. Vải áo tú mặc giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt cho em. Còn vải quần em mặc thì có hai chất, một là lụa sapphire giá là 100.000 một vải quần, hai là lụa thái tô đoán kim giá là 250.000 một vải quần nha. Các chị chia sẻ thật là mặn vào cho em. Bây giờ em chỉ bán cho các chị bằng với giá lụa mango thôi. Nếu thật sự các chị không săn được những cái hàng này thì vô cùng là nó tiếc luôn. Một bộ mẫu mặc vô cùng là tiếc luôn, nhắn tin liền, chia sẻ liền cho em nè. Không may thì may cái gì bây giờ, đúng bằng với giá lụa mango luôn à. Em mới nói với các chị là hôm nay em đại hội cho các chị 100.000 mà các chị không nhìn thấy em ghi cái caption à. Rồi vải áo tú mặc là giá 150 nha. Vải áo mẫu mặc các chị lấy đi, lấy liền đi, để em đang đợi coi là Phong nó có giao áo mango để cho em không, vô em lượm cái áo mango cái con trời. 30 ơi, mai một set mẫu mặc luôn. Cái chị tính đi, to tầm này mà mua với giá bằng lụa mango thì tội tình gì mà đi mua lụa mango mà mặc làm gì. Nguyễn Thị Vân set mẫu mặc, Hà Thảo vải áo mẫu mặc, đúng không các chị? Các chị thấy em nói đúng không các chị? Chúc Bé vải áo mẫu mặc, like cho em một cái thôi nè. Em đang đợi các chị đây. Yến Trinh Thi Nguyễn một set mẫu mặc, Nguyễn Hằng một set mẫu mặc. Vài áo tú mặc giá 150. Vài áo tú mặc giá 150 các chị ơi. Này, tội gì các chị đi mua lụa mango làm gì, các chị mua làm gì, cái hoa trái trái giống làm gì. Đã mặc lụa mango là phải mẫu nào rất là xuất sắc thì các chị mới mặc cho em, còn không thôi đừng mặc. Không là khỏi cần phải mặc luôn các chị ơi. Nhớ chia sẻ livestream cho em nè, một lần trong hội nhóm, một lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai cho em. Em đang đứng đây và đợi các chị rất là nhiều luôn. Vân Cam vải áo mẫu mặc, Huyền Trang vải áo mẫu mặc, Trần Thúy một set mẫu mặc. Lúc nãy chị mặc chưa đi nhỉ? Giang Ngọc vải áo mẫu mặc. Các chị ơi, các chị lấy đi, lấy ngay và liền luôn. Rồi bây giờ xong chưa, được chưa? Bây giờ đầu like vô, các chị chia sẻ live stream cho em này. Đúng không các chị? Like mặn luôn chứ còn gì nữa đúng không? Em bán cho các chị bằng với lụa mango thì mắc gì các chị đi mua lụa mango, các chị mặc làm cái gì cho nó. Rồi mắc gì các chị đi kiếm vải trơn này, gì mặc cái này không đẹp hơn trơn à? Mặc cái này không đẹp hơn hoa nhí à? Còn nếu mà đã là mango thì các chị phải mặc bông như vậy cho em. Dân mây vải áo mẫu em mặc. Em đang đợi Phong nó gieo áo để ra cho em mặc cho các chị ngay và liền này. Này, các chị nhìn thấy lộ mango nhà em có giống hàng lộ cao cấp không? Này, may này, may để làm cái gì trời? Các chị, đem, em dí gần cho các chị luôn này. Các chị mặc thử xem coi, nếu các chị mua hàng 3, 4, 500 ngàn hay hàng 100 mấy chục ngàn của các shop, các chị thử hỏi coi là họ có bảo hành cho mình không. Riêng cái này em bán em bảo hành các chị. Vải áo mẫu mặc giá 150 ngàn một vải áo, chị nào lấy comment giùm em là vải áo mẫu mặc à. Rồi bây giờ em bán nha. Thường Nguyễn vải áo mẫu mặc. Giờ em bán nha. Nhưng mà em nói với các chị nè, nếu mà chị nào mua được ấy, thì hoan hỉ, còn chị nào không mua được thì các chị đừng có thắc mắc làm gì hết. Các chị cứ tập trung vào các chị mua hàng cho em, vì số lượng hàng này nó không có phải là lô mà các chị cứ đứng đấy mà quăng xuống đâu. Nhiều khi có đúng một áo một duy nhất thôi nha các chị nha. Đó là cái cách mà bán mua hàng này, chứ các chị đứng nói em ơi có nhìn thấy comment của chị không, hay là chị bị ẩn comment nè. Không có các chị, không còn là không có đọc, còn là sẽ đọc. Chân Huyền là sẽ bỏ mặc. Ví dụ không mua được mã này thì các chị cứ vui lòng giúp em là nhanh gọn lẹ lựa qua mã khác liền. Xuân Lam một set mẫu mặc. Ok chưa? Áo mẫu mặc. Em đang đợi đây này, các chị lên con số 1 phát luôn là em bán 100 ngàn một áo cho các chị luôn. Ngay và liền cho em nào.
đầu tháng là hoan hỉ cho các chị cỡ này luôn á. Các chị ơi, chia sẻ ngay và liền cho em nhá. Các chị ơi, tất cả hàng em đang bán cho các chị ở đây, nhắc lại thêm một lần nữa, từ nãy giờ có nhiều khi em về nhà em coi lại cái quá trình em nói chuyện với các chị ấy, nhiều chị cứ nghĩ là em đang cầm là lụa mango. Em đang nói ở đây là em đang so sánh về cái giá thành, lâu lâu có được những cái đợt giá này mà chất này thì hiện bây giờ đang rất là hot. Ở dưới chợ người ta đang là lên giá kìa các chị, còn nhà em là cái này là do em bán cho các chị rồi. Bây giờ nó còn lại cứ mỗi bộ một áo hai áo thì bên em gom lại, em lâu lâu em có đợt giống như gọi là tri ân cho các chị thôi, chứ không có nhiều để mà mua nha các chị nha. Tiền Pháp và áo mẫu mặc, Đỗ Linh và áo mẫu mặc. Em chưa? 100 ngàn một áo cho em, miễn phí ship cho các chị luôn nha các chị nha. Bỏ cái áo vào một bên đi, chưa có thấy nó gieo được đâu. Sớm như vậy đó. Thì bán cái này nó rất là lâu. Trường Thi 565, Jenny Nguyễn 565, Yến Maria 565, Cẩm Tú Lương 23, Lan. Lan nhà may 792. Không có là không có đọc tên đâu các chị ơi. Liên Bùi 094. Thanh Huyền Lê 02. Trương Thị Tú Uyên 02. Hà Phương 810. Mỹ Duyên đặng 75. Quá xuất sắc luôn. An An 75. Còn 3. Bùi Ngọc 75. Còn 2.
thu tống 75. Áo bà ba áo dài 75. Trần Lê 046. Loan Nguyễn 046. Quốc Thị 046. Đào Trà 046. Nguyễn Hương 046. Trân Trân 046. Thanh Huyền Lê 59. Phương Lan Trần 046. Kim Thanh 046. La Nhà Mai 88. Tư Tư Mắm 88. Khoa Nguyễn 88. Dương Thục 88. Anh Trâm 88. Cái lô này này, hiện bây giờ á, mọi người đang bán với giá là 180.000 lận, chứ không phải là một như nhà em đang bán như vậy cho các chị đâu. Các chị nhìn kỹ lại cái khoai băng này đi. Nè, Lan Kim 422. Thấy không? Còn 42. Chốt đơn. BT nhóm 422. Minh Lưu 422. Lâu lâu mới có cơ hội mua được hàng gọi là siêu siêu khuyến mại. Ngọc Thanh số 3. Quỳnh Hằng số 3. Thu Tống số 3. Ngân Hà Ngô 412. Văn Giang 412. Nguyễn Hồng Dung 96. Ánh Vi 96. Mộc Tuyền Hồ Thị 96. Thùy Văn 96. Lan Kim 96. Lan Anh Nguyễn 96. Đến chợ tỷ mua không bao giờ có giá này luôn. Úc Hòa 08. Phương Nguyễn 08. Hoàng Sang 08. Trúc Phương Nguyễn 08. Tuyết Phạm 08. Thùy Văn 50. Úc Hòa 50. Phương Lan Trần 50. Trang Hà 50. Lan Kim 50. Trương Thị Tố Quyên 858. Quỳnh Hằng 858. Hồng Anna 858. Áo bà ba áo dài 858. Thằng Trần Bích 858. Võ Thúy Như 858. Trúc Phương Nguyễn 858. Việt Trần 858. Teresa Trần 858. Nguyễn Kim Khánh 093. Cẩm Tú Lương 093. Trang Hà 093. Ami Thúy Mai 093. Thu Tống 602. Quỳnh Hằng 602. Nguyễn Phương Lan 602. Cẩm Tú Lương 221. Tống Tùng 221. Lan Đồng 221. Nguyễn Hồng Dung 221. Nguyễn Thùy Trang 221. Hoa Ngô 221. Hùng Thuần 221. Mèo Con Dễ Thương 221. Huyền Ninh 221. Ngân Hà Ngô 055. Ngọc Thanh 055. Vài áo cũng mặc giá 150. Ngân Hà Ngô 837. Yến Hoàng 837. Phẩm Tú Lương 837. Lê Thị Hoa 837. Lan Nhà Mây 837. Kim Thanh 837. Có một chị nói là chị nhắm, chị mua đồng phục mà cả ngày hôm nay không có ai chốt. Các chị ơi, chốt cái đó xong. Cẩm Tú Lương 64, Jenny Nguyễn 64,
Trương Thị Tố Quyên 64, Thùy Văn 64, Trần Lê 64, Nguyệt Độ 64, Dương Thục 64. Em nói các chị nghe nè, cái đơn hàng đồng phục á, thường đa số là khi các chị mua trên line á, nên em sẽ không có chốt đơn đồng phục trực tiếp cho các chị, mà là khi mà các chị mua đồng phục, nếu mà bạn chốt đơn mà có nhìn thấy sẽ in phiếu ra. Nếu nó nằm vào buổi tối ấy, thì sáng mai sẽ có một bạn bên em hỗ trợ bằng cách là gọi điện lại cho chị. Thì ok cái mã hàng đó nếu còn nha, bên em sẽ yêu cầu chị là, tại vì thường đồng phục á, thì số lượng hàng nó sẽ rất là lớn, thì các chị chuyển khoản cọc xong bên em sẽ đi hàng cho mình. Nếu khi mà mình muốn chuyển khoản 100% tiền hàng thì vấn đề đó, nếu các chị đã quá tin tưởng ở bên shop em rồi thì ok, còn không thì các chị cứ nhận hàng thanh toán tiền tại nhà cho em, còn bao nhiêu thì các chị cứ thanh toán cho shipper cho em nếu như các chị mua. Còn nếu mà các chị nói là em ơi chị muốn mua đồng phục mà là tin nhắn của các chị được nhắn vô trong tin nhắn đồng nghĩa là các chị mua hàng online, thì em cũng giải thích với các chị thêm một lần nữa là shop em không có bán hàng online cho mình nha các chị nha. Bán hàng online là gì? Bán hàng online là các chị nhắn tin vô, bên em có nhân viên chốt chắc đơn hàng của các chị. Nếu các chị muốn mua những mã đó thì khẳng định với các chị là 3 năm nay shop em không có bán hàng như thế. Và có thể có nhiều khi có nhiều chị bị lộn giữa trang vải áo dài cẩm tú, em là vải áo dài cẩm tú, và có một trang nữa là em hay share là trang vải áo dài kim kim là em gái của em. Khi các chị mua hàng thì các chị nhớ lưu ý hai trang đó, các chị mua trang nào thì các chị nhắn tin trực tiếp vào trang đó giúp em. Còn bảo là em ơi chị cần mua đồng phục và em cho nhân viên tư vấn cho chị thì em cũng xin phép với các chị luôn là giúp em không có làm cho các chị nhé. Thu Lan một xếp mẫu mặt, Bùi Thủy vải áo mẫu mặt. Còn lý do vì sao cho phải giải thích cho các chị thì đó là lý do cá nhân riêng của em nói cho các chị biết để các chị hiểu. Còn để giải thích thì em không giải thích, thì đó là lý do của công việc của em sắp xếp như thế nào thì các chị cứ như thế mà làm thôi. Còn nếu mà các chị bảo tại sao lại như vậy thì cái chuyện đó là chuyện của em nha các chị nha. Mong là các chị không hiểu và các chị thông cảm với em ha. Vải áo tú mặt giá là 150. Vải quần tú mặt có hai chất, một là lụa sapphire giá là 100.000 một vải quần, khổ 1m6, một quần là 2m tương đương với một áo. Hai là quần lụa hay tô nắng kim giá là 250.000 một vải quần, tương đương với lại khổ 1m6 dài 2m nha các chị nha. Đoàn phòng tạo vải áo mẫu mặt, ngang hàng Ngô 712. Còn lụa Thúy Mỹ Dinh 712. Còn em đang xà len cho các chị ở đây là tất cả những cái lô tơ tầm nhà em bán giá nằm tầm khoảng chừng từ 150.000, 180.000, 200.000. Tối nay em sẽ làm hết toàn bộ cho các chị đồng giá 100.000 một áo miễn phí ship cho mình luôn. Ok chưa? Từ nãy giờ em không nói giá các chị mà các chị nhìn là các chị biết mà. Đồng Phú Lương 57, Đinh Đinh 57, Nguyễn Thị Phước Lợi 57, Huỳnh Thu 57, Nguyễn Thị Trang 57, Bạch Yến 57, Hoa Ngô 57, Đinh Đinh 57, Huỳnh Thu. À, chị Huỳnh Thu có 57 rồi nha chị. Phạm Tết 57, Nguyễn Mai 57, Hà Cao 57, Thanh Hương 57. Hải Em Dương 509, TT Nhóm 509, Dương Thục 509, Thanh Long 509, Đúc Phương Nguyễn 509, Phương Đồng 509, Dương Thị Kim Dương 509, Nguyễn Hồng Dung 509, Trang Phạm 509, Bùi Hồng 509, Tam Nhi Nguyễn 509, Minh Ngọc Trần Thị 509. Vải áo em mặc giá là 150.000 một vải áo. Giá em chào chị. Võ Thu Nhung 95, Nguyễn Thùy Trang 95,
Mèo con dễ thương, hai áo 005. Vải áo tú mặc có đủ màu các chị ơi. Hồng Anna 512. Yến Nguyễn 512. Cẩm Tú luôn 52. Hoa Bằng 539. Cẩm Tú luôn 098. Nguyễn Hồng Dung 832. Hà Ngọc Trâm số 10. Nguyễn Thảo số 10. Cẩm Tú Lương 63. Hoa Bằng Long 63. Bích Thủy Hồ 40. Áo dài Thảo Duyên 40. Quỳnh Hằng 40. Trương Thị Tố Quyên 40. Văn Dương 40. Yến Trinh Thiên Nguyễn 40. Khoa Nguyễn 185. Cẩm Tú Lương 185. Phạm Thị Mộng Kỳ 185. Việt Trần 185. Đinh Thị Kim Liên 185. Hoa Bằng Long 185. Hoàng Sen 185. Bảo Bảo 185. Trần Đế 185. Loan Trần 58. Dương Thục 58. Út Hòa 58. Mộng Tiền Hồ Thị 58. Thanh Long 58. Quỳnh Thu 58. Tiên Đặng 58. Lâu Nguyễn 28. Thư Triệu 28. Út Hòa 28. Lan Kim 28. Nga Thiên 28. Ngọc Tú Lê 28. Hoa Ngô 28. Lương Huyền 28. Thủy Phạm 28. Cẩm Tú Lương 155. Lê Nguyễn 40. Thái Hồng Hạnh 774. Thu Tống 774. Trúc Phương Nguyễn 774. Úc Hòa 774. Vi Lê 774. Thương Võ 774. Mai Tốt 774. Nguyễn Hồng Dung 774. Áo dài Thảo Duyên 664. Thu Hương Nguyễn 664. Ami Thúy Mai 186. Hồng Anh 48. Hoa Độ 48. Cái like này của em nó thiệt với các chị, cái mai ai mà tên lại cái củ gì luôn. Hoa Bằng Lâm 740. Thư Triệu 740. Tiếc lắm luôn ấy, khi mà không mua được cái hàng này like. Jenny Nguyễn 424. Cẩm Tú Lương 424. Trúc Phương Nguyễn 424. Còn 424 còn. Còn 4. Lê Thị Hoàng Lan 424. Phạm Kết 424. Anh Nguyễn 424. Võ Thu Nhung 424. Cẩm Tú Lương 200. Khoa Nguyễn 200. Trần Thảo 200. Tuyết Phạm 80. Thế.
15 150 các chị ơi. Quần đúng bạn nhé, 100 và bạn này nào bất 15 các chị lấy quần. Sang ngô 15 chút đơn các chị. AB lấy mã 15. Tiến tiên thi Nguyễn 15. Nguyễn Thùy 15. Thanh Lan đảm 438. Thương Võ 438. Trần Thảo 438. Lê Thị Hoa 022. Chất phải của mình rồi đi mua thôi quá đẹp, giá thì lâu lâu mới có một lần. Thương Võ 514. Ai đây em tính xe này mà không xăng được. Cô Nguyễn 70 mới khỏi mua. Lan Huỳnh 70. Phạm Thị Ngọc Bích 70. 150.000 Ngọc Phường 70. Trân Trân 70. Cẩm Tú Lương 70. Dương Thục 70. Tính Tú là bán hàng tới đâu là gọn gàng tới đấy, không kệ nó. Jenny Nguyễn 98. Biết mà không có lời cho các chị thì biết là cuối cùng. Ngọc Nguyễn 98. Nhưng mà thích gọn gàng. Dương Thị Kim Dung 98. Cẩm Tú Lương 07. Phạm Thị Ngọc Bích 07. PT nhóm 682. Phú Quốc 65. Bịch này là nâu. Đưa hai bán ở đây bán luôn rồi. Ba Ngô 65. Trăng nhẹ không mua nữa là cắt luôn. Bích Huyền 65. Phượng Hoàng 65. Như Ý Vũ 65. Quỳnh Hằng 21. Cẩm Tú Lương 21. Hải Anh Dương 21. Nguyễn Hồng Dung 21. Trương Thị Kim Dung 21. Dương Thục 21. Chị nào lấy vải áo mẫu mặc comment giùm em là vải áo mẫu mặc và giá 150.000 một vải áo. Mấy cái hàng này sắp hết luôn rồi, đâu có còn chưa tinh thần không? Dạ. Mấy cái màu này có. Trần Thị Ngọc Phụng 3 vải áo mẫu mặc. Phương Lan Trần vải áo mẫu mặc. Bây giờ chưa thấy áo chị mặc đi, chị vô chị thay cái màu hồng. Tiến vải áo mẫu mặc. Mấy chị comment giùm em lại là vải áo mẫu mặc à. Nãy comment chạy nhiều quá em không có được. Khánh Dương vải áo mẫu mặc. Các chị ơi, các chị chốt vải áo mẫu mặc xong đi rồi em sẽ vô thay cho các chị màu khác. Riêng màu này, vải này của em là em có đủ màu cho các chị luôn. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 màu. Màu em mặc nữa là 7 màu. Điển Phạm vải áo mẫu mặc 1 set. Cái này này, em mới để lại em đi may xong. Chất này là chất vải, là tơ tằm hoa đén. Chị nào mua hoa đén của em giá 250.000 một áo rồi, các chị nói cho các chị biết thử xem con này có phải các chị đã từng mua lụa hoa đén. Lụa hoa đén khác nha, còn các chị mua gấm là khác nha các chị. Gấm lụa nó khác nha các chị ơi. Thái Thùy Liên vải áo mẫu mặc. Các chị lấy vải áo mẫu mặc comment giùm em là vải áo mẫu mặc. Các chị lấy liền là không, em vô thay màu khác là tí nữa. Cũng vải áo mẫu mặc mà không phải màu đấy đâu các chị. Dương Phúc Diệm vải áo mẫu mặc 1 set. Lâu lắm luôn rồi, bây giờ em mới bán lại sơ tầm cho các chị đấy. Cho nên là em thấy cái nào mà cảm thấy là còn 5 áo 7 áo cho nhân viên thì em sẵn sàng to ra bán cho các chị thấy. Các chị mua được với giá 100 ngàn, các chị cảm thấy sao? Mà các chị còn được nhà em hỗ trợ đầu bán cho các chị free ship nữa. Thư Vũ 2 vải áo mẫu mặc. Ủa, 5 Dương Nguyễn 1 set mẫu mặc. Thiệt tình là đau lòng lắm luôn á. 223 giá 100. Đúng rồi, bây giờ em xuất áo chị mặc trước đi. Không tí nữa là chị vô chị thay nữa là mất công nữa à. Tuyết Phương 1 set mẫu mặc. Lan Nguyễn 1 set mẫu mặc. 223 là giá 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 223 cho em. Đây có phải lụa hoa đán không? Cẩm Tú Lương 223. Trời Sa Phương 223. Abi Thúy Mai 223.
Diễm Anh 223, Bích Huyền 223, Đào Bốn 223, Lê Mỹ Nga 223, Trần Thảo 223, Khánh Quỳnh 223, Nhu Nguyễn 223, Linh Nguyễn 223, Sarah Thi 223, Hà Ngô 223, Nguyễn Châu 223, Nguyễn Thương 223, Khương Võ 223, Đăng Hà Ngô 223, Loài Hoa Không Tên 223, Nguyễn Phương 223, Quỳnh Nguyễn Hai Áo 223, Thương Mai Cao 223, Út Hòa 223, Thu Trầm Thu 223, Nguyễn Khánh 223, Bình An 223 một xếp, Cẩm Tú Huỳnh 223, Phú Quốc 223, Ngọc Tú Lê 223, Loan Nguyễn 223, Phương An 223, Phạm Thị Mộng Tuyền 223 một xếp, Trương Thị Tố Nguyên 223, Kim Cương Nguyễn 223, Tê Lê Sa Trần 223, Thầm Trần 223, Hồng Xuyến Võ 223. Chốt 223 em hết ạ. Chốt lại em chỉ mặc cái nhỏ. Dạ. Những cái màu vàng nằm ở đây được rồi, chú ơi. Dạ, mấy vải áo mẫu mặc. Chị nào lấy vải áo mẫu mặc comment giùm em là vải áo mẫu mặc ạ. À. Giá 150.000 một vải áo. Các chị thấy em để lại em đi may này, em cũng cố y chang như là cái bộ cho các chị luôn, thấy không? Đỗ Thơm vải áo mẫu mặc. Amy Thúy Mai vải áo mẫu mặc một set. Mùa bộ vậy mà không đẹp hơn gấp vạn lần. 100.000 một áo, 200.000 một set. 73 cho em, chị nào lấy chị sẽ chốt 73 cho em nha. 100.000 một áo, 200.000 một set, chị nào lấy thì các chị chốt 73 cho em. Có đọc tên là có, không có đọc tên là không có hàng đâu các chị nhé. Như Vũ 73, Amy Thế Mai 73 một set, Cường Cường 73, Hà Phạm 73, Quỳnh Hằng 73, Anh Hồng Nguyên 73, Nguyễn Thùy Trang 73, Thương Võ 73, Thảo Nguyễn 73, Cúc Thị 73, Quỳnh Như 73 một set, Quốc Hòa 73, Phú Quốc 2 set 73, Huy Vũ 73, Nguyễn Châu 2 áo 73, Kiều Phương 73, Võ Thu Nhung 73, Quỳnh Như 73 set, Lan Anh, Lan Nhà Mây 73, Trang Phạm 73, Thi Ngọc Hăng Cao 73, Độ Mỹ 73 set, Nguyên Lê 73, Nguyễn Bảo Châu 73, Thanh Vi 73, Mai Nguyễn 73 xếp, Vũ Thị Anh 73, Thắng Trần 73, Mắt Thương 73, Út Phi 73, Lê Thị Thu Văn 73, Sang Độ 73 xếp, Linh Nha 73, Loan Nguyễn 73, Bích Hoàng 73, Còn Thị Ngọc Hương 73, Còn 1. Huyền Trang, Chùi Huyền Trang comment lại dùm em là 73 nha chị, không phải 70 ạ. Cường Cường 73, đưa cái chỗ. Huyền Trang không có, dạ. Bây giờ comment lại cũng hết rồi, không có cộng được nữa, cho nên là không có. Dù Huyền Trang không có mã 73 nha chị. Các chị ơi, 35 cho em này, các chị mặc một bộ này của em không sang nên các chị mặc những cái hàng khác này. Áo là 100.000 được hỗ trợ chi phí, quần là 100.000 tổng một bộ như thế này, 4 mét vải dễ có 200.000 thôi. 17 một set mẫu mặc. Hà Trần vải áo mẫu mặc. Lâu lâu em ngẫu hứng em bán cho các chị vậy thôi, chứ còn thực sự các chị thấy là tôi tầm thì em bán cả bao nhiêu rồi đấy các chị biết mà. Vải áo tú mặc là giá 150, vải quần tú mặc là giá 100 hoặc là giá 250. Hai giá như thế nào là do hai cái vải khác nhau khi nhân viên chốt đơn. Các chị cứ liên hệ trực tiếp, các bạn cứ giải thích cho mình nha. Chung Bùi vải áo mẫu mặc. Chị lên mã 35 này. Không, đâu có 35 đâu. Cách comment 35 tất cả. 35 đâu. Ở đây đây đây, xin lỗi. Cẩm Tú Lương 35, Mộng Tuyền Hồ Thị 35, Quỳnh Hằng 35, Tika 35, Mắt Thương 35 set, Quỳnh Hằng thêm một set 35, Lan Huỳnh 35, Phương Lan Tràng 35, Nguyễn Hương 35 set, Ngọc Nguyễn 35, Lan Nhà Mây 35, Đào Bốn 35, Phan Thị Bích Nhung 35, Ngô Nga 35, Thiền Nguyễn 35, Cẩm Tú Huỳnh 35 set, Thương Võ 35, Quỳnh Nguyễn 2 áo 35, Nguyễn Trang 35, Thiền Toàn Nguyễn 35,
Lâm Thị Ngọc, Bích 35, Phương Lan Trần 35, Nguyễn Trang 35, Nguyễn Hiếu 35 set, Nguyễn Hương 35 set, Bùi Thủy 35 set, Ngô Nga 35, Nguyễn Trang 35, Nguyễn Ngọc 35 set, còn một Nắng Hạ 35. Có 100 ngàn một áo thôi. Em giảm hẳn một áo cho các chị 50 ngàn. Em giảm hẳn một áo cho các chị 50 ngàn luôn. Giảm hẳn 50% cho các chị trên từng hóa đơn hàng luôn. Cộng thêm đầu tháng nữa còn được hỗ trợ phí ship nữa. Trời ơi, giảm cỡ đó. Lê Thị Thu Văn, một set mẫu mặt nè, màu tím lục bình. Mới gieo xong tức thì em còn đang để ngoài kia, em chưa mặc tới luôn. 7.30 cho em giá 100 ngàn một áo, 200 ngàn một set. Thì nào lấy thì các chị chốt 7.30 cho em. Chất vải là lụa hoa bán, đẹp cực kỳ, một phải nói là rất là nổi tiếng luôn đó. Ai mà đã từng mặc rồi các chị sẽ biết nha. Cẩm Tú Lương 730, Quỳnh Hằng 730, Nhu Nguyễn 730, Ánh Vi 730, Ami Thúy Mai 730 set, Thu Võ 730, Tiffany Nguyễn một set mẫu mặt, Nguyễn Thơ 730, Hạnh Dung 730, Tuyền Phạm 730, Võ Thu Nhung 730, Tống Tùng 730, Thắm Trần 730, Duy Vũ 730, Hành Đặng 730 set, Thần Trần Bích 730, Trương Thị Tố Uyên 730. Trang Trần 730, Yến Trinh Thiên Nguyễn 730, Nguyệt Lê 730, Phạm Hoàng Yến 730, Trần Thảo 730, Yến Nguyễn 730, Risa Trương 730 set, Loan Huỳnh 730, Thi Ngọc Hăng Cao 730, Hoa Ngô 730, Bảo Ngọc 730, Bùi Thị 730, Trần Tố 730, Ngọc Phượng 730, Nguyễn Châu 730, Tika 730, Trang Trần 730, Thường Kiên 730. 730 em hết à? Dạ em tính các chị có đủ 100 ngàn một áo thôi, 200 ngàn một bộ thôi các chị ơi, lấy liền đi. Nguyên Thảo vải áo mẫu mặc, Quỳnh Như vải áo mẫu mặc, Diệu Nguyễn một set mẫu mặc. Trang Trang một set mẫu mặc. Thưa ơi, cho lấy cho cô cái áo màu hồng. Vải áo mẫu mặc giá 150 ngàn một vải áo, chị nào lấy comment giùm em là vải áo mẫu mặc à. Mai Khánh Trần Thi một set mẫu mặc. Mày áo mẫu mặc bên em hết rồi nha mấy chị. Để em vô em thay các chị cái màu này nha. Màu này là các chị. Ủa màu này còn không mà vô cho cô. Màu này còn không? Còn hai áo. Còn một áo còn vô một áo. Còn vàng đồng cũng đâu còn vàng thôi. Dạ. Bây giờ em chốt cái này cho các chị trước nha. Rồi em vô em thay cái màu kia còn có hai áo thôi. Mẹ này các chị chốt cho em là 12, giá cho em là 100 nghìn một áo. Kết quả của nó là lụa hoa đán nha. Nhìn thấy là đẹp lắm. Nào, cháu lấy cái này trước đi. Phụ em đứng lên em lấy này trước đi. Ủa, cái này bỏ vô chưa? Chưa, chưa? Bỏ rồi đó là chị tính luôn cả hai cái áo đó rồi đó mới được. Ami Thúy Ma 12 set, Giang Lê 12, Hạnh Dung 12, Hải Phạm 12, Nguyễn Thương 12, Phan Hồng ơi, đợi em vô. Anh Hồng Nguyên 12, Úc Hòa 12, Nguyễn 12, Nghi Đông 12, Sắc Nguyễn Thi 12, Quỳnh Hằng 2 áo 12, Tuyền Phạm 12, Nguyễn Hương 12, Hoàng Hiền 12. 12 giá 100 ngàn một vài áo, nào là làm nên dùm em là 12 à. Nguyễn Thọc 12, Kim Linh 12.
Ngọc Ngà 12, Thảo Lê 2 áo 12, Amy Thúy Mai thêm 1 áo 12. Bó tay rồi đây mới chế ơi. Bây giờ hỏi là em thiệt gạt gọi là một cái đứa bấn loạn luôn á. Màu này em còn có 2 áo à. Hoàng Thận 12. Em lấy cái này trước đi, em lấy cái lực kia. Cái này cũng như cái kia cũng như, xong rồi ngày mai lại để lại. Cái nào dứt điểm cái đấy luôn dễ hơn. Vải màu em mặc còn có 2 áo thôi các chị ơi, giá 150 ngàn một vải áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 475 cho em, còn có 2 áo. Có 2 áo hết. Rồi. Và màu này chưa các chị. Màu này á, mà xin lỗi chứ mặc nguyên một bộ cũng đẹp hơn các chị mặc màu trơn. Sang cả 475. Phúc Tràng 475. Các chị tính đi, các chị mua vải trơn đúng không? Màu này, các chị lấy hẳn cho em 2 áo, các chị may nguyên một bộ. Cái chất vải này các chị mặc không sang hơn là các chị may vải trơn mấy cái vải kia. 10 vải cho em giá 100 nghìn một áo, chất vải là đủ mai bán. 475 em thế. Kim Ly 17, Ami Thúy Mai 17 xếp, Trần Tú Văn 17, Yến Hồng 17, Ami Thúy Mai thêm 1 áo 17, Maria Ngô 17. Mười bảy cho em giá 100 thì nào lấy thì các chị chốt 17 cho em nha. Và còn một màu này nữa là màu, ủa cái này là màu bao nhiêu? Trời, màu này là màu 025 các chị ơi. 025 này là màu nút á. Các chị nhận hàng này ở ngoài sẽ đẹp hơn ở trên line rất là nhiều. Màu em mặc hết rồi các chị, còn màu nó hơi khác một chút xíu được không? 025 cho em giá 100 ngàn một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 025 cho em. Mai Phương 17, Ami Thúy Mai 2 áo 025, Thằng Nguyễn 025. Lưu Nguyễn 025, Nguyễn Ánh 17, Ninh Kiều 025, Nguyễn Hương 025 xếp, Kim Ly 025,
Hoa hồng xanh 025, Văn Nguyễn hai áo 025. Cái lúc mời ấy, thì nhất định là không có mua, nhưng mà cái lúc mà mặc ấy thì sẽ hỏi rất là ghê, không hiểu được các chị như thế nào. Màu của em mặc á, ở ngoài của nó là dạng như là màu màu hồng trắng sen đấy, nhưng mà nó lại là ánh vàng đồng. Còn cái này là y chang như vậy luôn, nhưng mà ánh của nó lại là màu da rất là trẻ và đẹp luôn. Màu mới nha các chị, còn màu em mặc thì lâu rồi cho nên nó hết rồi các chị ơi. 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 075 cho em, chất vải là tơ tằm tuyết mai nha các chị nha. Thanh Thúy chọn 2 áo 17, Nguyệt Huỳnh 2 áo 17. Màu này đẹp chứ, màu này các chị nhìn đi, mặc lên một cái là sáng ngời ngời luôn á. 078 cho em, giá là 150.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 078 cho em. Dương Nguyễn 078, Phúc Văn 078, Ami Thúy Mai 078, Hà Phạm 078, màu này màu mới nè, Kim Ly 078, Bùi Hồng 078, Hoa Ngô 078, Hà Nguyễn 078 xếp, Lan Lương 078, Nguyễn Tuệ 078, Nguyễn Thị Thanh Thảo 078, Huyền Phạm 078, Võ Thu Nhung 078, Anita 078, Mai Trần 078, Tam Bùi 078 xếp, Nam Hà Ngô 078, Tú Huỳnh Anh 078, Nguyễn Linh 078 xếp, Thảo Lê 078, Kim Thanh 078, Bích Trần 078, Nguyễn Thơm 078, Mai Trần 078, Nguyễn Thúy hai áo 078, Tuấn Nguyễn 078. Bảo Bảo 078. Các chị tin em đi, các chị nhận ở ngoài ấy, riêng đặc biệt cái chất của tơ tằm tuyết mai này, các chị nhận ở ngoài sẽ đẹp hơn ở trên live rất là nhiều. Một mình em nguyên cái hàng tuyết mai này không, em bán tổng cộng như vậy từ có đầu năm đến giờ mới được có, nếu mà tính ra có 2 tháng mà em bán 3 lô, mỗi một lô là 2-3 ngàn mét, thì các chị tính là nguyên tuyết mai này em bán 10 ngàn mét vải là 5 ngàn áo rồi, chưa có một chị nào chê một nét nào luôn. Chị này, 078. Nói chung là các chị nhận ở ngoài sẽ đẹp hơn ở trên line nhiều lắm luôn. Nguyễn Thơm 078, Thương Võ 078, Tô Huyền Nguyễn 078, Loan Hằng 078. Các chị màu này ở ngoài các chị mặc còn sáng, còn ngời ngời, còn đẹp hơn cả cái màu của em luôn á. Lisa Trương 078. Em thì em tự tin các chị nhận được chứ có chị nào chê luôn. Hoa Yến 078, Kim Trần 078, Quỳnh Hằng 078. Các chị thấy em nói đúng Quỳnh không? Quỳnh Trang 078. Nhiều chị bảo là em ơi cho chị xem hai nhí. Em nói các chị nghe nè, nếu mà dòng hàng thiết kế thì giờ giá tầm tầm khoảng trăm mấy chục ngàn, và nếu mà hàng cao với giá khoảng 200 ngàn. Các chị mặc cái này không sang không đẹp hơn cái hàng hoa nhí là các chị. Võ Quốc Hoa thấy hai áo 025, Cường Cường 078. Một áo nữa đúng không? Trần Thu Hà 078, Chi Kim 078, Thiếm Cô Cô 078, Ngọc Vi Ngô 078, Quốc Quan thêm một áo 078, Tiếm Nguyễn 078, Lan Nguyễn 078, Nguyễn Thương 078 xếp. Mà cái tuyết mai của em á, có thể các chị nhìn cái hoa nó nè như cái số bán, nhưng em khẳng định là riêng cái lô tuyết mai này của em nó rất là đặc biệt. Các chị nhận về nhiều chị bảo là tuyết mai bên kia cũng mang tuyết mai. Các chị nhận về cái hoa không liên quan gì tới cái vải áo của em, cái kia hoa tuyết mai của nhà em luôn. La Nhà Mai 078. Rồi tiếp tục nha, tiếp tục màu xanh cho các chị. Màu xanh này là em thích lắm luôn, em mua mất còn bao nhiêu đâu, các chị cứ mua. Trước kia em còn em để trên bàn, chẳng lẽ giờ em nói với các chị sai, em may đủ màu không thiếu bất cứ một màu gì mà. Tấu Linh Nguyễn 078, Hạnh Văn 078. Em để một đây. Mà
cho các chị xem này. Ở ngoài nó đẹp hơn ở trên line rất là nhiều. Từ đến cái hoa văn của nó thì các chị nhận ở ngoài ấy, nó nổi hẳn lên. Nhưng mà riêng đặc trưng của cái chất tơ lô tơ tằm này ấy, chị nào nhận cũng sẽ rất là thích vì nó mát lắm các chị. Và nó đẹp cực kỳ luôn, nó đẹp theo cái kiểu càng màu đậm nha. Thì các chị mặc nó sẽ ấm sạch từ hai lớp rất là đẹp luôn. 150.000 một áo, 250.000 một bộ. Các chị ơi, số 7 cho em ha. Và màu em mặc hết rồi các tình yêu ơi. Đào Mai 078. Amy Thúy Mai số 7 set. Yến Hồng 078. Trần Tú Văn số 7. Đặng Thu Nguyễn số 7. Ngân Hà Ngô số 7. Đăng Phạm số 7. Mỹ Huệ số 7. Nguyễn Thị Diễm Anh số 7. Nguyễn Nô số 7. Bích Huyền số 7 1 set. Chào Nguyễn số 7 1 set. Loan Hoàng số 7 1 set. Diễm Thúy 2 áo số 7. Võ Thu Nhung số 7. Trang số 7 set. Đông An số 7. Lan Lương số 7. Nguyễn Oanh số 7. Thắng Trần số 7. Trần Thanh số 7. Phương Anh Nguyễn số 7 set. Linh Nguyễn số 7 set. Thanh Mai số 7, Trần Thanh số 7, Dương Ngọc Tuyền số 7, Đoàn Hồng Châu số 7, Trần Chi số 7, Vũ Huệ số 7 xếp, Nguyễn Thị Thanh Thảo số 7, còn 3 này. Yến Hồng số 7, còn 2, Hải Thanh số 7 xếp, còn 1, Bảo Ngọc số 7 xếp. Đây, có màu vàng. Màu vàng này là màu vàng ăn nha, màu vàng ăn nha các chị nha. 150.000 một áo, 250.000 một set. Chị nào lấy thì các chị chốt 25 cho em. Màu vàng ăn ở ngoài rất là đẹp luôn. Đúng không? Các chị phải công nhận với em này, các chị nhận tuyết mai ở ngoài sẽ đẹp hơn ở trên line. Thứ nhất rất là nhiều. Thứ hai, đến cái tuyết mai thì em khẳng định các chị là không giống tuyết mai. Nó có một cái lô, nói với các chị bản thân em đây nè. Em còn bị lộn giữa cái lô này và một cái lô giống gần giống đến 99% luôn. Nhưng mà nếu để hai cái áo mà bỏ vào cùng với nhau là không giống. Các chị đắm cho em màu vàng ăn đi. Có 150.000 áo thôi. Ví dụ các chị mặc đám cưới con của các chị ấy, các chị may cái áo này, các chị mặc thêm cho em cái quần màu trắng kem nữa. Nhưng mà các chị may xong đi, xong các chị nói với thợ may ấy, đứng cho các chị pha lê hết cái phần ngược chỗ này thiết kế lại cho các chị. Các chị đầu tư vô đấy thì em xin lỗi các chị 3 triệu tiền pha lê thôi. Cái áo của các chị nó cực kỳ lộng lẫy và nó sang luôn. Khỏi cần phải mua áo gì xa xôi luôn. Vài chục triệu chưa chắc là các chị mặc được cái chất vải nó đẹp đẽ. Rồi các chị mới tính tới cái chuyện thiết kế nha. Vàng âm cho em giá 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha. Riêng màu này là không có màu đen đâu chứ ơi. Vì màu đen của nó bị tại vì cái này nó hai da mà. Khi mà lên đen cái là nó bị bạc là bỏ luôn không làm được. Chính Nguyễn Vàng Anh, Tú Linh Nguyễn Vàng Anh, Phương Võ Vàng Anh, Minh Hà Phạm Vàng Anh, Phan Văn Nguyễn Vàng Anh xếp, Phan Thị Bích Nhung Vàng Anh, Hạnh Dung Vàng Anh, Kim Dung Nguyễn Vàng Anh, Minh Hà Phạm Vàng Anh xếp, Hồng Vũ Kim Vàng Anh, Trần Thanh Vàng Anh, Giang Phạm Vàng Anh, Thành Ma Trần Vàng Anh, Sương Sương Vàng Anh, Phương Đông Vàng Anh, Hạnh Dung Hai Vàng Anh, Nguyễn Hồng Vàng Anh xếp, áo dài Thảo Duyên Vàng Anh. Màu em mặc đầu like hết rồi tình yêu ơi. Đấy, cái ví dụ có nhiều chị bảo em ơi, chị muốn mua áo thì chị mặc ngồi xuôi. Các chị ơi, các chị đầu tư hẳn cái áo này thôi, vải tiền này không bao nhiêu. Tiền công các chị may thì tùy theo nơi và địa phương các chị may. Nhưng mà nếu như mà các chị muốn đứng pha lê nữa, hoặc là các chị muốn thiết kế lại bằng cách là một là vừa đứng bông 3D này, vừa đứng pha lê nữa này. Các chị đầu tư hẳn vô 3 triệu coi cái áo dài có đẹp không? Như Mai Vàng Anh, Quỳnh Hằng 4 Vàng Anh. Mà trong khi đấy các chị mặc như vậy là mình mặc độc quyền của mình luôn. Còn nếu mình đã mua áo dài may sẵn, áo dài sẵn có nghĩa là vải và thiết kế lên sẵn thì chắc chắn các chị sẽ bị đụng hàng. Đúng chưa? Các chị ơi, 150.000 một áo, 250.000 một set nha. Chị nào lấy thì các chị chốt Vàng Anh cho em. Vi Trần Vàng Anh set. Vi Sa Trương Vàng Anh. Mà cái màu vàng là cái màu mà các chị mặc rất là may mắn nha. Em nói thật tình là nhìn ở trên hoa cái màu này em nó rất là chói. Nhưng em khẳng định các chị nhận ở ngoài nó rất là đẹp.
nó rất là chuẩn luôn và nó không hề làm cho các chị nhức con mắt đâu. Màu rất là sáng nhưng mà rất là sang chứ không có bị sến đâu các chị. Tạm Minh Hòa vàng ngăn xếp. Rồi, còn màu này được các chị ơi. Giang Phạm thêm một áo vàng ngăn. Dạ bên em không có nhà may, bên em chỉ giới thiệu nhà may thôi nha chị Lê Ngọc Thanh. Màu này ấy, nhiều chị sẽ nói với em là màu đỏ không nha. Em nói trước với các chị là màu này chính xác của nó ở ngoài không phải màu đỏ. Màu này chính xác của nó ở ngoài ấy, nó là màu cam, thiên về cam nhiều hơn là đỏ, đỏ rất là ít. Nhà em hay thường gọi là màu cam đỏ nha các chị nha, nó không phải màu đỏ nha. 25 cho em, giá 150 ngàn một áo, 250 ngàn một áo. Quỳnh Như vàng ăn xếp. Từ từ à, thôi, tao chị mày gắn vào chân mày một cái, một là một cái chân ta đã vô mừ. Chị đi giày cao gót đấy. Năng Hà Ngô 25, Thằng Nguyễn 25, Thơ Nguyễn 25, BT nhóm 25 xếp, Nguyễn Thảo 25, Công An 25, Phương Võ 25, Dân Phạm 25, Mara Lê 25, Kim Hơ Rinh vàng Anh xếp, Giang Hoàng vàng Anh, Kim Dung Nguyễn vàng, Kim Dung Nguyễn 25, Trần Thị Linh Trang 25, Như Mai 25, Kim Hoa 25, Kim Hơ Rinh 25 xếp, Duyên Duyên 25, Nhung Trần 25 xếp. Cái này là chị đang theo hết rồi nhé. Và màu này cho lấy cái áo cô để trên bàn luôn. Đó, cái áo để bên này. Thằng Dung thêm 3 áo vàng anh. Đang ăn còn nhé. Quần sáng có không Tú ơi? Phải lụa sapphire sáng thì em có nhưng tạm thời bây giờ chưa có chốt đơn được tình yêu ơi. Đóng thu Nguyễn vàng ăn. Màu này em để lại em may này. Em còn nếu mà đúng là trên móc này của nhà em chỉ còn đúng 6 áo cho các chị thôi. Và cộng một áo em để lại may nữa là em còn đúng 7 thôi. 150 ngàn một áo các chị ơi. Cho em giá 150 ngàn một áo. Cái này cháu bỏ vô đây đi. Để ra đằng sau kia đi thôi. Như Ý Vũ vàng Anh, Huyền Phạm 84, Tống Tùng 84, Thanh Mai 84, Giả Phạm 84, còn 3, Văn Nguyễn 84, còn 2, Tinh Nguyễn 84, còn 1. Màu em mặc hết rồi chị. Risa Trương 84 và em còn màu này nữa này các chị ơi. Để đưa sang cái chỗ màu hồng kia đi, đừng có mang đi cất đi. Với lại đưa cho cô cái lô cho tặng mới của nhà mình. Cái áo này của cô này, cái lô này còn không? Cái lô này còn không? Trời luôn. Các chị làm cho em phải nói là em cứ phải lôi áo và em khoe các chị nhiều khi khoe nhiều quá em sợ em ngại em chỉ sợ nhiều chị nghĩ bảo chừng cái con này nó bán hàng suốt ngày nó khoe khoang các kiểu. Đây, vừa bán cho các chị cái hàng mà giá 100 ngàn một áo thì các chị là cái gì cho tầm thì mọc vừa bán xong tức thì luôn. Đây. Rồi đây lô này cũng vậy luôn. Bây giờ em cho em thay áo này cho các chị nha. Em có full màu không thiếu bất cứ một màu gì. Rồi, còn cái lô mà em chụp hình trong đường nam cách tiên này các chị là em để ở đây có hai màu thôi chứ ở nhà em thì em có đến cả 4 năm màu lận. Là cái lô này là tường vi này các chị nhớ chưa? Cái tơ tằm này là tường vi này các chị nhớ không? Mà cái màu này là cái màu các chị đi kiếm nhiều nhất luôn nè. Màu này hiện tại bây giờ thì hình như là không có còn hàng màu này nhưng lô này em còn full màu luôn, không thiếu màu nào. Rồi, cái lô này cũng vậy luôn, nhà em có full màu luôn, không có thiếu bất cứ một màu nào luôn. Nhưng mà cái lô này đẹp nhất, cái lô này là em có cái màu này. Em thấy nhân viên nó đẹp đúng khói kìa. Lô này rất đẹp nha, cái này là cái gì. Còn cái này,
có phù màu, có thiếu bất cứ một cái màu gì đâu đấy, không có thiếu màu gì hết đấy. Cứ men ra bảo trời con bé này nó bán hàng mất bàn xe, chứ thực tế đâu phải chính hãng luôn đấy. Còn nhiều chị nói em thăm đi, em cho chị dạ không các chị ơi, em mặc áo dài em bán may áo dài chủ yếu để làm mẫu cho các chị thôi, còn em có những cái công việc riêng để chuyên áo dài hàng ngày nữa, cho nên là em không có bán. Xin lỗi với các chị chứ em may chủ giống như gọi là niềm đam mê luôn á. Nhiều khi cái áo dài mang hồ của em ấy, nhiều chị trả giá luôn á. Bây giờ là em cứ bán cho chị đi, em muốn lấy bao nhiêu cũng được, em bán, em mặc như vậy là đủ rồi. Không bán là không bán. Dâu dâu sang lắm. Các chị phối cho em một là quần màu da, hai là quần màu đỏ đô, ba là quần màu hồng dâu. Các chị mặc coi, sáng da cực kỳ luôn, rất đẹp. Còn đúng là ngày không? 150.000 một áo, 250.000 một bộ. Nhưng các chị mặc thì nào là chị? Các chị chốt 22 cho em. Vũ Huệ 22, Trương Thảo 3 áo 22, Phúc Thiên 22, Hoa Yến 22, La Nhà Mai 22, Võ Thắng 22, còn một Bằng Lăng Tím 22. Nói phụ tập xung lấy hàng cho cô trước đi, để em biết thôi. Xung lấy hàng trước đi, đây là cái hàng. Ở ngoài của nó xinh 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 xỉu 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 luôn. 94 cho em giá 150.000 một áo, 250.000 một set. Các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 94 cho em. Đến Trinh Thi Nguyễn 94, Hoa Ngô 94. Trần Thị Ngọc Hằng 94, Trời Sa Phương 94. Một khúc phải may được một bộ đồ bộ không Tú ơi? Thoải mái luôn chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 94 cho em nha. Trần Phương 94, 150.000 một áo, 250.000 một set. Chị nào lấy thì các chị chốt 94 cho em. Còn không thì bây giờ mình cứ cái nào xinh xào á, mắc và hàng xinh xào thì lấy trước mình bán. 94 giá 150 nha chị. Cố thêm cho em cái quần màu xanh ngọc coi có đẹp không? Đẹp xuất sắc luôn. 107 cho em giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 107 cho em ha. Mỗi lần em mặc cái này cho gì em có ăn no cửa này em cũng thấy nó thoải mái. Toàn Hồng Châu 107, Hoa Ngô 107, Dương Thục 107, Hoa Yến 107, Phan Nguyên 107, Tâm Băng 107, Huyền Phạm 107, Hồ Thị Anh Thu 107, Sarah Thi comment lại giùm em là 107 nha chị. Nó cái video đó. Phương Lan Trần 107, Mỹ Hình Ca 107, Trần Thị Ngọc Hằng 107, Võ Thu Nhung 107, Thanh Mai 107, Thu Thủy 107 set, Trần Lan 107, Phan Thị Bích Nhung 107, Thu Phương 107, Trần Phương 107, Hà Phạm 107. Đẹp lắm. Áo dài trắng có chị, áo dài trắng có chị ơi, đợi em một chút nha. Tâm Nhi Nguyễn 107 set, Giả Phạm 107, Huyền Phạm 107, Phạm Kế 107, Như Mai 107, Phương Lan Trần 107, Bích Huyền 107, Hồng Ca 107, Tuyết Nguyễn 2 áo 107, Quỳnh Hà 2 áo 107. Ở dưới chợ nó đang là lên giá ào ào luôn đấy các chị. Đang lên giá ào ào luôn á. Em biết đợt trước từ rất là lâu rồi, cách đây khoảng chừng hai nửa tháng rồi em lo em chữ hàng những cái mẫu nào đẹp em chưa bán tới hoặc là em chưa bán hết em vẫn để đó một mét vải. Hôm nay em nói với các chị Nguyên mà em bán cho các chị với giá này là em đã dư ra một áo là gần 10.000 rồi. Các chị tính em có 10.000 áo trong nhà, có phải em dư ra được rất là nhiều tiền để em hỗ trợ cho các chị phi xí không? Nữ Lương 107, Sarah Thi 107, Thủy Nguyễn 107, Nguyệt Nguyễn 107 set, TT nhóm 107, Kim Dung Nguyên 107, Trần Nga 107, Kim Trần 107,
Cúc mai Trần Thị 107. Đẹp lắm, không có phải lo. 107. Trà My 107. Đến trên Thi Nguyễn 107. Trà Sa Phương 107. Trần Ngọc Huyền 107. Hồng Liên 107. Mai Đoàn 107. Mà Thôi Đăng 107. Cháu bảo lên cho cô trước đi, để trừ heo thời gian thì cháu đi lấy hàng. Trà Nga 107. Mai Hiếu 107 sếp. Cẩm Tú Lưu 107. Hoàng Thinh 107. Tha Ngô thêm một áo 107. Nguyễn Hằng 107. Nữ Phạm Thị 107 sếp. Pháp Phương Nguyên 107. Yến Đỗ 107. Sa Đa Thi thêm một áo 107. Hồi nãy có một áo rồi. Màu này á, em chỉ cho các chị nha. Nếu cái này mà em không có phối trên line cho các chị ấy, thì nếu như mà các chị có nhu cầu cái một mã 107 này này, mà các chị có nhu cầu khi mà nhân viên em liên hệ chốt đơn các chị ấy, thì các chị lựa chọn cho em hai màu quần. Một là các chị nói các bạn nhà em lấy cho các chị một quần xanh ngọc. Hai là các bạn nhà em lấy cho các chị quần màu hồng dâu. Hai màu đấy đi, các chị thích màu nào thì các chị lựa màu đó cho em. Em bảo đảm em phối cho các chị về, các chị mặc không đẹp bộ đồ các chị còn cần trả tiền cho em. Đỗ Nhung 107, Huyền Trang 107, Nguyễn Thượng 107, Nga Trương 107, Nguyễn Sơn 107, Trâm Trân 107, Uyên Võ 107, Thanh Thúy Nguyễn 107. Còn một. Mà các chị thấy cái ấm xẻ cử em đến gần đấy, cái chân của nó còn chiếu này, các chị nhìn thấy không? Đến gần mới thấy nó đẹp, đứng xa xa là các chị còn chưa nhìn thấy nè, các chị nhìn thấy nó chiếu không? Còn đúng một. Nguyễn Thị Thủy 107. Đây cái màu này là cái áo của em mặc nè. Em cũng còn có mấy áo thôi, để em bán cho các chị luôn nè. Cái này giờ, bây giờ vô thay nha. Các chị ơi, em nói các chị nghe này, tội con bé quá à, có bốn cái áo bắt con bé đi thay nha các chị. Mua luôn cho con bé này, bắt con bé đi thay nữa các chị. Nó mệt. Còn có bốn áo à, bắt con bé đi thay nữa. 408 em còn đúng 4 áo thôi. Giá cho em là 150.000 một áo nha, cái tình yêu nhé. Còn có đúng 4 áo, còn con bé đi thay, tội con bé thích mua luôn cho con bé. Dương Thục 408. Kim Dung Nguyên 408. Tùng Văn Thái 408. Quỳnh Hằng 408. Đây em có cái màu này đẹp lắm. Màu nó có hai màu, các chị để ý cho em này. Của cái lô này nó có hai màu. Ở đây còn một áo nữa rồi. Còn hai áo nữa. Văn Nguyễn 408. Bích Huyền 408 này, các chị nhìn này, các chị tưởng nó là hai màu giống nhau không? Cái sau đấy, đây này. Cái này nó là vàng đồng, còn cái này nếu mà đúng chính xác màu của nó ở ngoài nó là màu đồng rêu, giống cái màu Thái Tuấn em vẫn thường gọi các chị á. Em biết đầu các chị đâu mà các chị nhìn rõ chưa mà, hai màu này nó khác nhau lắm thôi á. Màu này em còn có một áo thôi. Chị lấy 455 nha, 150.000 một áo các chị ơi. Này, em đến em đứng dưới này, các chị có nhìn thấy cái độ ấm của nó chưa? Cái hoa của nó các chị nhận ở ngoài nó rất là duyên luôn. 455 cho em giá 150.000 một áo nha các chị. Chị nào lấy thì các chị có 455. Em chọn 455. Hôm nay màu mới cho nên biết còn. Cẩm Thạch Tôn Nữ 455, Đoàn Hồng Châu 455, Tâm Băng 455, Nụ Lê 455, Ngân Hà Ngô 455, Kim Hơ Riêng 455, Xếp Đỗ Thảo 455, Trần Thị Ngọc Hằng 455, Nhung Nguyễn 455, Loan Nguyễn 455, Mai Đoàn 455, PT Nhóm 455, Hoa Vũ 455, Tràng Phan Diễm Trang 455, Vừa Thủy 455, Xếp Hoa Phan 455, Phan Nguyên 455, Mai Hiếu 455,
tổng số lương 45 không đây. Còn màu này là màu tím, tím của nó ở ngoài ấy, các chị là nó hơi tím cái kiểu á, là cái bền ấy thì là nó lại là màu 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 xám mà là xám xanh, mà cái hoa của nó thì nói chung là nếu mà để tả chính xác cái màu này thì em thấy là nó rất là lạ, nó lạ lắm luôn á. Nếu mà nhìn xa xa các chị tưởng nó là màu tím cà nhạt thì nó cũng là dạng tím cà nhạt, nhưng mà nó hơi phớt phớt một chút xíu thôi, rất là lạ luôn, đẹp. Chị tổng số lương mã 455 không có, chị chọn giùm em mã khác nha chị. Nếu màu này ấy, mà để lựa cho các chị cái màu quần để các chị mặc nó nổi bật nhất ấy, thì em lựa cho các chị quần màu tím cà, hoặc là tím lục bình, hoặc là tím cộng cũng được. Nói chung là cứ tím các chị mặc vào cho em đi. 297 cho em, giá 150.000 một tháng. Nhưng mà chị các chị chốt 297 cho em. Nhìn cái like không có rõ nhưng khẳng định 100% các chị nhận những màu này ở ngoài các chị mặc sẽ rất là lạ và rất là đẹp luôn. Cẩm Tú Lương 297. Cảm ơn chị. Tâm Băng 297. Hồ Thị Anh Thu 297. Như Trang 297. Dương Thảo 297. Nguyễn Hà 297 xếp. Thanh Mai 297. Mỹ Hà Cao 297 xếp. Rồi để em lấy màu trắng lên đem các chị hỗ trợ trợ giá cho các bạn học sinh. Bằng Long Tím 297. Xuân Đồng 297. Phan Thị Bích Nhung 297. Phạm Mơ 297 xếp. Nguyễn Thị Thùy Trang 297. Huệ Hoàng 297. Thưa ơi, cháu xong một cái chấm mi trước đi, thưa màu trắng ấy. Chấm mi trắng thôi. 297 còn. Và nó có màu này này chị này. Màu này đẹp lắm. Thanh Thúy Nguyễn 297. Cái màu này này chị, màu này còn đẹp hơn cái màu áo của em luôn á. Em đứng nghiêng cho chị. Nói chung là em cứ đứng như vậy là các chị sẽ thấy cái độ ấm của nó lên. Và đặc biệt nữa là em thấy đa số không phải ai cũng có những cái viên nước da mà họ trắng mất một bọc đâu. Cho nên là em vì sao em lựa màu cho các chị là ví dụ như các chị đã trắng rồi thì có thể là các chị không cần phải lựa màu. Nhưng những cái chị mà da không sáng á thì sẽ rất là kém da khi các chị mặc lên cái áo nha. Có nhiều cái áo các chị mặc vào cái mặt của các chị nó đen phù lù luôn đấy các chị ơi. Một áo nữa đúng không? Thu Văn 297, Trần Ngọc Huyền 297. 45 cho em, 150.000 một áo, 250.000 một bộ. Nhưng mà em vẫn thấy sơ sảng mặt là đẹp và chuẩn nhất, giá cả hợp lý nhất để lựa chọn luôn. Xong, lô đi trắng rồi. Hết luôn rồi hả? Dạ. Vậy còn hai lô kia? Còn có mỗi cái hai này với cái sơ sảng. Ok. 45 cho em, giá là 150.000 một áo các chị ơi. Hoa Vũ 45, Lý Trần 45, Lê Nguyễn 297. Tại vì không có Lê Trần 45. Các chị nhìn nó như vậy thôi chứ thật sự rất là đẹp. Trần Thị Ngọc Nga 2 áo 45, Tiffany Ngô 45, Chim Ngang 45. 297 là lụa tơ tằm nha chị. Dương Trần Hoa Phan 45. Bây giờ em có cho các chị là hai lô tơ tằm, một là vân phát trắng và một là tơ tằm trắng của nhà em. Còn là ba cái mẫu mà em có phốt trên tường cho các chị thì em xin lỗi với các chị luôn là đợt trước của đợt trước cô thấy còn mà mày nói sao vậy? Mai 45, Phạm Thế 45. Em xin phép các chị đồng giá luôn ạ. Để em tắt hẳn cái đèn đi cho các chị nhìn nó rõ ràng luôn. Nhưng mà em nói trước với các chị là cái này là em bán giá này là em bán đúng trong like ngày hôm nay cho các chị thôi. Là em có một cái bảng thông báo cho các chị rồi để các chị mua cho các bạn học sinh nha, chứ còn giá này là tuyệt đối sẽ không có đâu. Các chị đã từng bao giờ mua được bộ vân phát với giá 90.000 một áo chưa? Chưa đúng không? Rồi, còn riêng cái tơ tằm này ấy, là nhà em bán nguyên màu trắng luôn, là em bán đã đến cả mấy ngàn áo rồi. Các chị nhận ở ngoài rất là đẹp.
đúng không các chị? Cái tơ tằm trắng này các chị mua của em là bèo nhất, là giá có 100.000 một áo rồi mà, đúng không các chị? Rồi thêm một cái nữa là cái bên phát trắng cũng giá là đồng giá, tất cả mọi người cũng đều bán 100.000 một áo hết. Bây giờ em bán cho các chị tổng của nó là có đến 2-3 lô lận, nên em sẽ lên từng mã số cho các chị. Các chị vui lòng nghe kỹ giá giúp em là thứ nhất. Thứ hai nữa là nếu như mà các chị lựa chọn mẫu nào thì bây giờ em dơ hẳn một lúc 3 mã, em sẽ bán cùng một lúc cho các chị luôn. Các chị thích cái mẫu nào thì khi em lên cái mã số đấy thì các chị hãy lấy. Chẳng trường hợp hôm vừa rồi ấy là em có bán cho các chị một cái line 3 mã cùng một 3 line cùng một lúc cùng một màu trắng. Nhiều chị mua hẳn cả 3 mã luôn nhưng mà chỉ lấy có đúng một áo thôi nha. Chỉ lấy có đúng một áo thôi rồi xong rồi em nói các bạn em xả ra, em nói trước nha. Các chị xả ra là ngày mai em cho các bạn xả hết, mà đã xả hết với các chị luôn là em xin phép từ chối là em không bán nữa. Vì các chị cảm thấy được thì các chị hãng lấy, vì em bán em rất mất thời gian. Và giá thầm này là giá em nói với các chị là em hỗ trợ chứ em không bán có lời, cho nên em không muốn mất thời gian và các chị nghe kỹ lời của em nói. Chấm trường hợp các chị mua, các chị xả ra, nhiều chị nói với một cái lý do là xả ra thì bán cho người khác. Các chị ơi, em không chấp nhận về chuyện đó, cho nên em nói rất là rõ trước khi em bán cho các chị ha. Chấm bi là hết rồi đúng không? Đưa cho bé cho chị một áo bên khác nữa là đây nè. Bên khác trắng rồi à. Em có 3 mã, một là cái hoa này là nhà em bán 100.000 một áo. Thì các chị đã mua của đợt trước rất là nhiều rồi. Và các chị bảo nó không nhìn rõ hoa nữa. Em chịu luôn rồi đấy, em tắt hết đèn luôn rồi đó các chị. Còn em nói trước là cái máy quay nhà em nó không thích hợp với màu trắng. Cái mặt em bây giờ các chị có nhìn thấy đâu, nó đen thùi lùi cỡ này luôn ấy, lên cỡ đó luôn rồi mà nó không thể nào lên được cái hoa luôn thì bó tay luôn rồi đấy nha các chị. Rồi thêm một cái mẫu này nữa. Cái mẫu này á là khác, cái mẫu này là cái mẫu hoa của đợt trước mà em bán cho các chị đủ màu luôn, được đúng một cái đợt đấy trước Tết. Giờ này nó vẫn chưa về hàng và nó bắt là phải làm ít nhất là khoảng chừng, nói chung là lâu lắm không có nói tới. Rồi thêm một cái nữa là vân pháp trắng thì ai cũng biết rồi ha. Đây là vân pháp trắng nè. Và hai cái hoa này là em nói trước là hoa này đợt trước em bán rồi, giá 100.000 một áo. Còn hoa này đấy, các chị cứ ngắm kỹ đi, em để lại cho các chị khoảng 3 giây các chị ngắm kỹ. Các chị cảm thấy ok với cái mã nào ấy, thì em sẽ lên mã đó các chị chốt giùm em. Còn nếu các chị có nhu cầu mua hẳn 3 áo 5 áo thì đó thì tùy. Chẳng trường hợp là mẫu nào cũng lấy, ngày mai chỉ lấy đúng một áo một duy nhất là em nói trước đấy. Các chị bị xẻ đơn ráng chịu mà xẻ đơn rồi nó nốt vào, ngày mai không giải quyết cho mình được bất cứ một vấn đề gì thì chị bị giảm có mấy chục ngàn. Em bán hàng em cũng rất là cẩn thận, nhưng mà nó có nhiều những cái nó làm mất thời gian và nó rõ ràng mà các chị vẫn không muốn nữa thì em từ chối em. Vân pháp trắng dạ đúng rồi chị. Trơn hả? Trơn thì tạm thời hôm nay chưa lên được nha. Rồi bây giờ em lên trước cho các chị ha. Mã này, cái mã này lấy cho chị trước đi, mấy đứa này đếm áo chưa đủ luôn chứ không cắt trong cây nữa nè. Cái mã này một lụa tơ tằm của cô mặc á. Em tính các chị 90.000 một áo là em trợ giá cho tất cả các chị mua. Thứ nhất các chị có mua về nhu cầu sử dụng cho bản thân mình mặc. Thứ hai nữa là các chị mua về tặng cho các bạn học sinh, nếu này là sắp sửa là vào mùa học sinh nữa. Bây giờ các chị mua là giá rất là tốt. Còn giá này em khẳng định là không có số nào bán được cho các chị hết. Ví dụ chỉ có nhu cầu mua một áo này thôi, 90.000 em vẫn sẽ hỗ trợ phí ship cho mình. Ok nhá. Số 10 cho em giá 90.000 một áo nha các tình yêu ơi. Thấm Lưu số 10, Mariano số 10, Vương Đồng số 10, Như Ý Vũ số 10, Diễm Hương số 10, Cẩm Tú Huỳnh số 10, Kim Thanh số 10, Mai Hiếu số 11 set, Lan Phạm số 10, Trần Tú số 10, Mai Hoa Maria số 10, Áo Dài Kim Liên số 10, Bé Hoàng số 10, Thúy Hân Thai Áo số 10, Nguyễn Thơm số 10, Huỳnh Hằng 10 áo số 10, Phan Thị Bích Nhung số 10, Hương Vi Nguyễn số 10, Chi Kim số 10, Út Phi số 10, Văn Nguyễn Thạch Ca số 10, Nguyễn Thị Thủy số 10, Dương Liên số 10, Trà My số 10, Nguyễn Thị Hải số 10,
Bùi Ngọc chốt 3 số 10, Hoa Kiều số 10, Mỹ Trân Tràng số 13 áo, Tuyết Tràng số 13 áo, Ninh Tạ số 10, Nguyễn Minh Thu Thủy số 12 áo, Dương Đăng số 10, Nguyễn Thị Ma số 10, Ngọc Anh Phan số 10, Lương Phạm số 10, Mai Thu 5 áo số 10, Kim Loan Nguyễn số 10, Linh Mỹ 2 áo số 10, Nguyễn Thơm số 10, Huệ Bùi số 10, Ngọc Bảo số 10, Đặng Thị Thương số 10, Chi Kim số 10, Nguyễn Thị Thu Hồng số 10, Mai Khánh Phạm 2 áo số 10, Huyền Trang 2 áo số 10, Thu Thủy số 10, Võ Thắm số 10, Trần Tuyết số 10, Nghĩa Lương số 11 xếp, Tiffany Ngô số 10, Molly Đinh số 10, Mỹ Hình Cao số 10, Nguyễn Hương 2 áo số 10, Dung Trần số 10 xếp, Út Phi số 10, Mai Nguyễn Thi Mai số 10, Phan Thị Kim Bảo số 10, Cao Thị số 10, Cẩm Hoa số 10, Nguyễn Tâm 2 áo số 10, Nhật Đắng số 11 xếp, Trần Ngọc Huyền số 10, Hoàng Thu Vũ số 10, Lan Trần số 10, Tâm Bùi số 11 xếp, Huệ Bùi số 10, Nguyễn Kim Hồng 3 áo số 10, Nghĩa Lương 2 áo số 10, Mi Mai số 10, Linh Mỹ 2 áo số 10, Tuyết Lương số 10, Vi Trần số 10, Nguyễn Thị Thu Hồng số 10, Anh Duy số 10, Huyền Nguyễn số 10, Hằng Huỳnh số 10, Tâm Bùi số 10 xếp, Hoa Ngô số 10, Thùy Dung số 10, Hoa Yến số 10, Văn Trần số 10. Em bán cho muốn chị em á, một lần mua của em một lần là cứ một màu Vân Phát là một cây, cứ một màu là Vân Phát là một cây, một màu Vân Phát là một cây. Chiều nay là liên hệ là có màu nào là lấy cho chị bốn màu một cây thì để dàn làm hàng luôn, mà không có một mét nào luôn. Bây giờ em bán tới cho các chị là Vân Phát trắng nha, 90.000 một áo. Cái này không gọi là bán đâu, giá này là giá hỗ trợ và đúng một line này duy nhất thôi. Em ai chị nói rồi, em ơi em còn Vân Phát không? Em còn các chị chính xếp ở nhà em và ở kho nhà em còn các chị 20 cây hàng, mỗi một cây khoảng 150 mét, là còn các chị khoảng 3.000 mét. Nhưng cái quan trọng nhất là không bao giờ có giá này luôn. Số 10 em hết à? Các chị đóng cho em là Vân Phát trắng giá 90.000. Chị thấy là ba mai lên ánh vàng mai sẵn đẹp không? Trời ơi, này mẫu mặc lên là lung linh luôn. Lệ Hà Văn Pháp trắng, Hà Phương Văn Pháp trắng, Kim Thi Trần Báo Áo Văn Pháp trắng, Nguyên Hạ Văn Pháp trắng, Phương Phùng Văn Pháp trắng, Sóc Nâu Văn Pháp trắng, Yến Nguyễn Văn Pháp trắng, Teresa Ma Phạm Văn Pháp trắng, Trần Tư Văn Pháp trắng, Võ Thị Quỳnh Tiên Văn Pháp trắng, Lê Hằng Văn Pháp trắng, Lưu Phạm Văn Pháp trắng, Nụ Lê Văn Pháp trắng, Chào Nguyễn Khánh Thi Văn Pháp trắng, Hành Đặng Văn Pháp trắng xếp, Nguyễn Văn Pháp trắng, Mai Ngọc Diễm Văn Pháp trắng 2 áo, Thủy Dương Phan Văn Pháp trắng, Mỹ Chi 2 áo Văn Pháp trắng, Tiffany Ngô Văn Pháp trắng, Anh Thủy 2 áo Văn Pháp trắng, Kim Nguyễn Văn Pháp trắng, Nguyễn Minh Thu Thủy, chị Nguyễn Minh Thu Thủy số 10 em hết rồi nha chị. Huyền Đông Văn Pháp trắng, Chi Kim Văn Pháp trắng, Mai Hòa Văn Pháp trắng, Mai Thu hai áo Văn Pháp trắng, Diệu Vũ Văn Pháp trắng, Áo Dài Kim Liên Văn Pháp trắng, Văn Hồng Văn Pháp trắng, Hà Thảo Văn Pháp trắng, Yến Nguyễn Văn Pháp trắng, Trang Văn Pháp trắng, Mỹ Hạnh Mỹ Trang Tràng hai áo Văn Pháp trắng, Lâm Tuyền Văn Pháp trắng một set, Ngọc Bảo Văn Pháp trắng, Giang Thánh Ngô Văn Pháp trắng, Tuyên Nguyễn Văn Pháp trắng 2 áo, Thu Lê Văn Pháp trắng, Hoa Kiều Văn Pháp trắng, Ngân Hà Ngô Văn Pháp trắng, Hoa Vũ Thái Đặng Văn Pháp trắng, Kiêu Phạm Văn Pháp trắng, Lan Lan Văn Pháp trắng, Bé Hoàng Văn Pháp trắng, Bé Khanh Văn Pháp trắng, Hoàng Thu Vũ Văn Pháp trắng, Hồng Cao 2 áo Văn Pháp trắng, Phạm Thị Huệ Văn Pháp trắng, còn 5, Tuyết Nhung 2 áo Văn Pháp trắng, còn 3, Quảng Trân Văn Pháp trắng, còn 2, Hoa Uyến Văn Pháp trắng, còn 1, Danh Kim Văn Pháp trắng, em hết nha. Đây, em còn một mẫu này duy nhất nữa là hết hàng luôn. Em hỗ trợ cho các chị mua cho các bạn, còn riêng chất này của nhà em bán bao cho các chị luôn. Ở trước em đã bán một đợt cho các chị rồi, các chị nhận được rồi, khẳng định luôn nếu chất này mà nhận mà không mềm mại, không đẹp khỏi cần trả tiền luôn. 153 cho em giá 90.000 một vải á các chị ơi. Văn Pháp trắng em hết.
cái hoa này này, các chị đi lùng cảnh một chợ thì luôn không có luôn á. Cái hoa này này 153 cho em, giá 90 nha các chị nha. Giá này là giá hỗ trợ cho các chị mua đúng một lần duy nhất cho các bạn thôi. Nguyễn Hà 153, Tiffany B Nguyễn 2 áo 153, còn một áo phân phát trắng lọt ở trong. Như Trà 153. Khoan đã, để em đọc hai áo phân phát trắng trước đi nè. Đẩy phân phát qua bên kia đi. Hai áo phân phát trắng nữa. Như Đồng Thị 2 áo phân phát trắng. Rồi giờ đọc 153. Như Trang 153, Kim Thanh 153, Ngọc Trần 153, Hoàng Thu Vũ 153, Hương Vi Nguyễn 153, Vũ Phương Thảo 2 bộ 153, Anh Tuyết 153, Anna Nguyễn Huệ 153, Diễm Phạm 153, Loan Nguyễn 153, Thấm Trần 153, Lương Phạm 153, Maria Ngô 2 áo 153, Lê Huệ 153 set, Lê Hằng 153, Quỳnh Hằng 10 áo 153, Trung Lê 153, Mỹ Nhân Nguyễn 153, Hương Anna 153, Võ Thắm 153, Nguyễn Tâm 2 áo 153, Thanh Hương 153, Mi Mai 153, Thùy Đặng Thị 2 áo 153, Bùi Thị Cẩm Tú 153, Hà Thu 2 áo 153, Cẩm Hoa 153, Hoa Ngô 2 áo 153, Nguyễn Thị Hải 153, Cao Thủy 153, Hoàng Dung 153, Thúy Thị Vũ 153, Vinh Lê 153, Ngọc Trần 153, Thấm Trần 153, Tống Thị Ngộ 153, Nguyễn Thủy 153, Trinh Trần 153, Huệ Bùi 153, Đoàn Thảo 153, Văn Mai 153, Xét Nguyên Nguyên 153, Ninh Tạ 153, Văn Nguyễn Thành Ca 153, Ngô Điệp 2 áo 153, Hương Anh Nam 153, Bích Trần 153, Nguyễn Nghĩa 153, Xét Nguyễn Thị Hồng Hạnh 153, Mỹ Chi 153, Tini 153, Trần Ngọc Huyền 153, Kim Thi Trần 153, Chi Lê 153, Mạc Khoa 2 áo 153, Trần Vĩnh Phúc 153 xếp. Em có cái mẫu gặp thể mà tiêu lượng đẹp lắm. Mẫu này đợt trước các chị mua nhà em hàng màu rồi đấy. Giờ em còn màu trắng thôi. Đây là các chị. Em cũng hỗ trợ các chị luôn. Em có 4 lô, 5 lô em post lên cho các chị đấy. Em nói là không bao giờ mà em câu view, câu like cho các chị bao giờ hết. Nói là làm. Mà giá này thì các chị biết ở đấy các chị tính đi 45.000 một mét vuông. Nếu mà thật sự các chị nước ngoài, các chị mua cho cháu đi chăng nữa, vì các chị cũng ở nước ngoài thì các chị cũng phải làm ra tiền. Mà trong khi đấy em thấy các chị nước ngoài, các chị ủng hộ em hơi nhiều luôn. Cái chuyện đắt rẻ các chị chưa bao giờ có ý kiến gì với em luôn. Thì đối với, ví dụ bây giờ dẹp cho các chị một cái áo, đối với bản thân cá nhân của chị một áo 10.000 nó không nhiều, nhưng em bán số lượng lớn thì nó là một con số khủng. Cho nên là mong là các chị hiểu nha, của ít lòng nhiều chứ không thể nào nhiều hơn được nữa ha. Cái mẫu này các chị, mẫu này em còn cho các chị là đợt vừa rồi em có đặt cho nó là một hình trắng xem với lại màu đen bây giờ á, nhưng mà nó báo là khoảng hết tháng 4 này mới có hàng. 69 cho em, giá là 90.000 một tháng. Tiffany B Nguyễn 2 áo 69, Cẩm Tú Huỳnh 69, Trúc Phương Nguyễn 69, Hà Lê 69, Thúy Dương Phan 69, Hương Vi Nguyễn 69, Vi Lê 69, Huyền Trang 69, Trần Bảo Trang 69, Ami Thúy Mai 69. Hương Võ 2 áo 69, Nguyễn Minh Thu Thủy 69 xếp, Ali Cao Nguyễn 69, Năng Hà Ngô 69, Sorry Nguyễn 69. May bộ được không Tú ơi? May bộ thoải mái luôn. Bác Thương 2 áo 69. Mấy cái bộ pháp phục em mặc á. Thanh Tuyết 2 áo 69. Loan Nguyễn 69, Nguyễn Lập 69, Đào Bùi 69, Juni 69, Dung Kim 69, Hà Phương 69, Quỳnh Hằng 5 áo 69, Hoàng Trương Minh 69, Úc Bầu 69, Hoàng Thu Vũ 69, An Nhiên Huỳnh 69, Nguyễn Duyên 69, Kim Thanh 69, Nguyễn Thị Diệu Phi 69,
Nguyễn Duyên 2 áo 69, Sương Huỳnh 2 áo 69, Nguyên Hạ 69, Thuệ Châu 69, Phúc Mai Trần Thị 2 áo 69. Của cái màu này của cô sao không mang ở đây bán? Cái màu này là ở bên kia còn mà con, ở bên này. Còn 69 đây này các chị ơi. Em còn bằng này nữa là em hết. Rồi em mở điện với chị. Huyền Phạm 69, Mai Thanh Phạm 3 áo 69. 69 là giá 90.000 một vài áo. Còn nếu mà chị muốn mua quần thì nhân viên sister thì nói các bạn giúp em chị lấy quần gì thì các bạn sẽ tính tiền quần đó cho mình nha. Con Pháp trắng em hết nha chị. Một trong những mẫu bestseller nhất của nhà Tú luôn. Đẹp lắm, 150.000 một áo các chị ơi. Rồi cái này là cái cuộn màu tím thương cộng của độ 25 kim nữa. Còn gì để nói nữa đây. Mai Vàng 69, An Yên 69. Còn gì để mà nói được đâu các chị. 69 giá 90.000 một vài áo nha chị. Cho em giá là 150.000 một áo, 250.000 một set. Họ lấy chị chốt 235 cho em. Đẹp lắm các chị. Cái lô này cực kỳ luôn, cái chất vải của nó phải nói là Phương Võ 235, Tam Bùi 235, Tiffany Ngô 235, Quỳnh Phạm 235, Cẩm Tú Huỳnh 235, Võ Thắm 235, Alika Nguyên 235, Huyền Trang 235. Kim Cương 69. Hồng Phạm 235, Ngọc Hằng 235, Lê Ngát 235, Nguyễn Huyên 235, Yến Hồng 235, Molly Đinh 235, Duyên Hoàng 235, Bình An 235, Thanh Tuyết 235, Lê Huệ 235, Ngô Điệp 235, Yên Nguyễn 235, Tam Bùi 235, Mariango 235, dạ miễn phí ship toàn quốc nha các chị. Trần Thị Ngọc Nga 235, Trần Lê 235, Định Bắc 235. Đây này em có may sẵn rồi mà có điểm chưa mặc thôi, lấy cái áo tiếp đi. Em có may rồi đây này, mà em đâu đã mặc đâu. Chị thấy mặc đứng xa mà. Thấy cái độ lắm lắm của nó rất là đẹp. Ngọc Bích 235, Dung Nguyễn 2 áo 235, Ngô Tâm 235. Mà giá có 150.000 một áo thôi. 2m46 235 là giá 150 các tình yêu ơi. Cái phải là một tơ tầm á. Nga Trinh 235, Mỹ Huyền Cao 235. Ok, để em vàng 2 em này cho các chị. Vào tay này. 150.000 một mặt áo các chị ơi. Còn 11 cho em giá 150.000 một vải áo nha các chị nha. Nào lấy thì các chị chốt hãng số 11 cho em. Bên em bán vải không bán áo dài may sẵn nha các chị luôn. Trương Thị Tố Viên 11, Huyền Phạm 11,
Tiffany Ngô 11, Trung Lê 11, Văn Võ 11, Trần Tú Văn 11, Quảng Châu 11, Triều Anh Nguyễn 11, Phan Thị Cẩm Hoa 11, Võ Thắm 11, Phương Trần 11 xét. Giá cũng 150 luôn các chị ơi. Trương Thị Tố Uyên 043, Phương Võ 043, Võ Thắm 043, Lê Nguyễn 043, Jenny Nguyễn 043. Năm từ từ đã. Dạ. Ai của chị nhé? Được cả. Kim Hồng 043, Như Mai 043, Nguyễn Nhung 043, Tiffany Ngô 043, Nguyễn Kim Hồng 043, Quảng Trơn 760, Thanh Bùi 760, Tâm Bùi 760, Lưu Thụy 760, Phùng Thị Dành 760, Vivian Đặng 760. Ngân Hà Ngô 760. Không có xe còn máy. Còn một gì đâu. Hồ Hồ Hoa 043. Trước 11. Trên Yên Nguyên 11, Phạm Duy Thanh Trà 11,
Tiffany Navy Nguyễn Thái áo 11, Kim Nguyễn 11, Tam Bùi 11, Ami Thúy Mai 11, Dương Quỳnh Phạm 11, Nguyễn Hường 11, Bùi Thủy 11, Hương Trần 11. Nguyễn Thị Diệu Phi 11, Quảng Châu 11, cái này để lên bàn cho cô một áo. Nói cô lên may liền cho cô dòng kép dài cái màu này nha. Cái màu kem bắt này em rất là thích luôn. Ngọc Anh Phong 11, 72 cho em, giá 150 ngàn một áo, 250 ngàn một bộ thì là chị sẽ chốt 72 cho em các chị ơi. Màu em mặc hết rồi tình yêu ơi. Màu này chắc chắn 100%, có khi tối mai sẽ mặc, còn không thì nếu không kịp thì sáng ngày mốt. Quỳnh Như Hoàng 72, Ami Thúy Mai 72, Tiffany Nguyễn 72, Cẩm Tú Huỳnh 72, Ngọc Hằng 72, Mi Mai 72, Phú Quốc 72, Ngân Hà Ngô 72, Quỳnh Tâm 72, Nguyễn Nhục 72, Yến Nguyễn 72, Huy Hoàng Đặng 72, Áo Bà Ba Áo Dài 2 Áo 72, Thu Phương 72, Vivian Đặng 72, Ngô Quyền 72, Ly Ngô 72, Jenny Nguyên 72 một set, Hàng Bảo 72, Bùi Thị 72, Nguyễn Thị 72, Tuấn Kiệt 72, Thị Loan 72, Kitty Quỳnh 2 áo 72, Hoa Lan Tím 72, Nghi Mai 72. Hiền Đông 72, Thiên Trang 72 set, Trần Tuyết 72, Hà Nguyễn 72. Cái màu này các chị mặc sang lắm luôn á, ướm lại thêm lần nữa cho các chị xem. Có thằng con nói chuyện mà không biết mẹ không? Hôm nay em bán cho con nói chuyện nhiều tình yêu ơi. Hiền Pháp 72, Võ Hà 72. Hôm nay không có bán cái con nắm kim rồi. Quá đẹp. Phú Quốc 72, chị Vi Mai có 72 rồi nha chị. Cái màu của nó sang cực kỳ. Thảo Lê 72. Bây giờ các chị, từ nãy giờ các chị để ý nha, em chưa có bán cái nào cho các chị màu xanh nha các chị. Nga Trần 72, em chưa bán cái nào màu xanh cho các chị. Đây em lấy màu xanh cho các chị nè. Vi Quang Nguyễn 72 xếp. Dạ 72 là lụa tơ tằm, giá 150 ngàn một vài áo nha chị. Y chang như là cái màu áo của em luôn, màu xanh lá. Buồn. Màu em mặc hết rồi các chị ơi. Yến Nguyễn 72. Em thiếu thì chị bỏ phía sau. Bỏ thiếu có phải sao mà lấy gì. Nguyễn Loan 72. 018 cho em, giá 150 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 018 cho em. Các chị thấy em nói đúng không? Các chị mua hoa hai kia là mặc cái này cho nó sang, dễ mặc, co giãn, mềm mại, da kém cho em mặc cũng ok. Người chưa mặc áo dài bao giờ, bây giờ mới tập tành mặc áo dài cũng ok. Thợ may may cho các chị cũng ok, cái gì cũng mặc được hết á. Trang Phạm 72, Tâm Vi 72 một set, Nguyễn Tuyết Nhung 72 một set. 018 cho em, giá 150 ngàn một áo, 250 ngàn một bộ. Nào lấy thì các chị chốt 018 cho em. Risa chưa 018. Màu em mặc hết rồi. Đi
018, Nguyễn Ngọc Hải Đăng 018, Tam Bùi 018, Thảo Lê 018, Mai Thu 018, Phương Trần 018 xếp, Lâm Tuyền 72, Thanh Trần 72, Phương Trương 018, Dung Nguyễn Hai Áo 018, Thiền Pháp 018, Lan Nguyễn 018, Lâm Tuyền 018, Nguyễn Ngân 018. Em mặc thiết kế thì các chị còn có thể là các chị không thích cái mẫu đấy thôi, chứ thật sự em mặc cơ bản em thấy mẫu nào mặc lên cũng đẹp. Cái mẫu nhà em bán các chị màu xám ấy, cứ tắm chị nghề em mặc em thấy nó cũng dễ thương. Mà các chị thấy không, nó phẳng, nó có các chị nó không có điểm trừ gì luôn. Không có tí nào mà nhăn nheo, đến gần các chị xem luôn. Li Ngô 018. Không 18 cho em giá 150.000 một bảng áo nha. Có màu này nữa này, các chị lấy con màu này đi, xinh xắn quá trời quá đất luôn. Mãi không mua được mẫu kia thì lấy qua mẫu này đi. Ngon, nó là màu hồng son mà nó ấm sạch, ấm đẹp mà. Nhìn thấy không? 29 cho em đó các chị. Cái gì vậy? Em có em dùng bảng áo dài size 36 không? 29 cho em. Tự nhiên đang bán lại áo dài tự nhiên hỏi em rồi chị chết không? Để bữa nào đi, em cho một phát một cho các chị luôn. Ví dụ như hàng bao mình chỉ nên về một lần luôn. Xong em sẽ sale cho các chị hết một đợt đấy. Rồi bắt đầu em đặt đợt mới em bán các chị sau nha. 29. Tự nhiên tự làm bây giờ tự nhiên tay nhảy lên. Áo cực em mắc. 150 một áo nha các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 29 nha. Phương Võ 29. Cái này là hôm nay em đi ngang qua chỗ kho để bên kia nó con bé kia nó lấy. Tại vì thấy cái màu này nó tươi trẻ đẹp quá trời. Tiffany Ngô 29 một set. Lisa Trương 29. Giới thiệu chỗ may đẹp đi hả? Bên shop em là thường giới thiệu cho các chị là hai bạn tầng mai. Một là Phong Trần, hai là Trân Uyên. Em mặc cả từ thời em bé trẻ đến bây giờ tính ra năm nay là 6 năm rồi các chị. Tô Hạnh 2 áo 29. Còn ngoài ra những chỗ nào đấy thì em lo tay mấy chị ơi. Em mặc là có hai thợ may, một là nhà may Phong Trần, hai là nhà may Tân Uyên. Khi mà các chị muốn may ấy, các chị có mua hàng ở bên em ấy, các chị cứ nói với các bạn sẽ cho các chị số điện thoại. Các chị tự liên lạc, các chị muốn may như thế nào thì tùy nha. Còn em mặc áo dài trên may cho các chị toàn bộ luôn, là có hai nhà may, một là Tân Uyên, hai là Phong Trần, có vậy thôi đấy các chị. Tụi em làm việc với nhau, tụi em là người ở Phương Lâm, em làm việc với nhau đến 5-6 năm nay rồi các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 29 cho em. Các chị ơi, 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha. Đem em gồ đi Tú ơi. Dạ, ok chị. Bây giờ cái này nó lại ở đây, em bỏ ra đây trước. Ngô Điệp 29. Chưa đâu, em còn cái hoa này nè. Em thấy là các chị mặc, em thấy rất là thích luôn mà em chưa mặc đấy. Nguyễn Thị Bé 29. Đây nè, cái lô này nó còn lẻ. Các chị lấy liền đi, hoa này ở dưới chợ không có còn một mét nào luôn á. Đây nè, cái hoa này này. Bây giờ cho mặc cái này cái cuối cùng. Đứa này hôm nay nó bán tơ tằm, nó còn thành quả. Em sợ lắm luôn. Mấy chục mẫu tơ tằm mà mỗi lần phải sản cũng không muốn điên luôn. Giờ cho mặc cái này cuối cùng nữa rồi đi ra bán mò lô này cho các chị nữa. Xong rồi em sẽ bán mango nha. Hồng phấn á hả? Hồng phấn là tơ tằm tường vi 150.000 một vải áo. Đây cái lô này, bây giờ cái màu của cô mặc này ép đi mình đưa cái màu cho mình đưa bằng cái cuối cùng mà tất kín vào đầu cho mỗi đứa mấy cái bây giờ. Đỗ Thị Văn Đông 29 tay thì đã biết em mình trước hết rồi ra rồi đấy nè, bỏ xuống đi cái mấy áo bỏ xuống đi rồi còn cái nào bịch hàng nữa không, còn hàng chỗ nào nữa không, có treo nữa không thì gom bán một lần luôn nha, có treo thì bán còn không treo thì thôi. Rồi mẹ này các chị lấy thì các chị chốt cho em là 883 nha, 150.000 một vải các chị ơi. Đây màu bị che luôn ạ. Đây cho các chị xem mặt nha. Các chị là bạn có hết chết em ạ.
đừng có áo em mặc, áo em mặc bây giờ không có còn. Còn áo em mặc từ nãy giờ em dơ cả chục cái áo, biết cái áo em mặc là cái nào. Các chị ơi, không có mã số, vui lòng giúp em đi. Không còn đúng không? 883 giá 150. Đây, cái lô này phải nói là thật sự ở dưới chợ là không ai còn một mét luôn á. Nguyễn Thủy 883, Hương Võ 883, Chi Minh Chi 883. Xuất sắc luôn. 150.000 một vải áo nha các chị nha. Này, ai đi kiếm mũ vàng không? Hương Võ 615. Vàng đồng được cất phòng luôn. Huyền Trang 615. Hà Đỗ 615. Cái phòng nhắn thì vẫn biết, chắc chưa may xong kịp. Risa Trương 432. Tiên Bùi 432. Tiffany Ngô 432. Thanh Đặng 432. Lan Lương 432. Linh Nho 432. Đây chị nào kiếm đúng chuẩn hồng cắn xem nè. Xuất phẩm Hương Võ 51, Risa Trương 51, Lâm Tuyền 51. Sau cái hai là một hộp cánh sen chuẩn luôn á. Trần Nga 51, Hoa Ngô 642, Hương Võ 642, Nguyễn Tuệ 642, có mẫu đẹp tôi tặng một nửa đô. Happy 642, Ngô Hường 642. Đưa cho cô hai màu đỏ nha. Đông Dương 642. Dạ em bán vải không có bán áo dài may sẵn chị ơi. 150.000 một vải áo nha các chị. Kim Nguyên 196. Đây Tùng Vi nè. Chi Bích Chi 575. Huyền Trang 575. Nguyễn Sơn 575. La Nguyễn 642. Tiếng Huế này là ở bên kia còn cái lô hàng mà giá 200.000 một áo. Một tiếng Huế còn 037 giá 150. Gọi lại đi. Phạm Thủy 032. Cái đó không gọi là tiếng Huế. Loan Nguyễn 037. Cái này mà gọi chuẩn tiếng Huế cho các chị là em chắc chắn sẽ gọi. Câu này là có 3 màu mới, chắc có thể là giữa tháng này mới có này. Chưa phải có sẵn đâu các chị. Lên đơn sẵn thôi. Em mối đây mà còn phải lên đơn sẵn ấy. Chứ không phải là có sẵn để bán đâu các chị ơi. Hương Võ 46, Hồng Vy 46, Nguyễn Thị Liên 46. 150.000 một vải áo. Nhiên Ngọc 463. Đây, bỏ đô chị nào lấy bỏ đô này. Bỏ đô của tơ tằm Tường Vi á, các chị nhớ không? Sara Thi 439. Đó, đấy, em còn chỗ này chắc được 20-30 áo nữa là sạch sẽ không có tí nào luôn. Đây, các chị có nhớ tơ tằm Tường Vi này không? Một trong những mẫu và best seller nhất của nhà Tú luôn. Không, tím kè thì em chịu thua đấy chị. Bây giờ là mệt rồi, là bây giờ các chị hỏi một hồi là em đuối là em không bán theo đúng ý các chị nữa đâu. Các chị được 768 cho em giá 150.000 một áo nha các chị nha. Chắc phải là tơ tằm Tường Vi. Hai màu này em lấy cho các chị luôn này, không có hàng luôn. Ok chị Oanh Nguyễn, sáng mai bên em sẽ giải quyết đơn cho chị ạ. À?
Vichy 768, Huyền Trang 768, Tiffany Vy Nguyễn 768, Iselin 768, Chiêu Anh Nguyễn 768, Tam Bùi 768, Thù Nguyễn 768, Jenny Phục 768, An Nhiên Huỳnh 768, Vivi 768. Còn cái mẫu này là giá 200.000 một áo, không phải là sơ tầm giá 150 các chị ơi. Đây, đây với chuẩn là tính Huế này. Và cái hoa này các chị nhìn kỹ cho em này nha. Em bán cho các chị giá là 200.000 một áo cứng luôn nha các chị ơi. Chuẩn tính Huế luôn. Chứ mấy bạn nhà em lấy một hồi các chị là màu tím này. Em nói chuẩn tính Huế, nếu các chị cứ nhận ở trên line, các chị nhìn ở trên line nếu mà nó khác thì em sẽ chịu trách nhiệm cho các chị là đúng nó khác thật. Nhưng cái này em khẳng định 100% các chị nhận ở ngoài tím Huế của lụa ám kim nhà em như thế nào thì cái này không có khác, không có ra cái màu tím gì hết. Còn nếu mà để phân biệt được chuẩn tím Huế không phải dễ. Em bớt hẳn các chị 20.000, em tính còn 180.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị đóng cho em đúng chuẩn một mã số 180 cho em. Quỳnh Tâm 768, Trần Đại Phong 768. Đây, các chị muốn mặc đồ cao cấp mà giá bình dân thì các chị cứ mặc thử. Còn các chị hỏi là ủa tại sao cũng 150 cũng 180 mà sao nó khác nhau, mặc thử đi rồi mới biết được nó khác chỗ nào các chị. Còn nhìn trên line giống nhau lắm, không có khác nhau đâu. 180 cho em, giá 180.000 một áo đúng chuẩn tính Huế nhé. Đây Dương Thùng 180, Tiffany Vy Nguyễn 180, Mai Trần Ba Xếp 180, Cẩm Thạch Tôn Nữ 180, Phát Phương Nguyên 180, Hình Đông 180, Tú Linh Nguyễn 180, Phương Võ 180, Dương Nguyễn Hai Áo 180, Phương Trần 180 xếp, Quỳnh Ngọc Nguyễn 180 xếp, Huyền Hoàng 180, Lan Nguyễn 180. Phùng Thị Tố Tâm 180, Phùng Thị Dành 180. 180 cho em, giá 180. Chị nào lấy thì các chị chốt là 80 cho em nha. Ở đây hàng 3 áo 180. Ở đây em là còn lọt lại cái tuyết mai màu trắng này. Chị nào lấy thì các chị chốt tuyết mai trắng cho em nha. 150.000 một áo các chị. Minh Khánh 180 set. Em cũng không bán hết mà, em cũng không bán hết, em cũng phải để dành mà. Tại vì những cái màu này nó rất là hot luôn á và nó rất là hiếm. Cho nên là thường là có không bán hết thì cũng cứ từ từ bán các chị thôi, nhiều khi đến lúc cần không có hàng bán các chị ơi. Với lại là tuyết mai trắng. Với lại là thường đồng phục á, nhiều chị muốn mua một lần đồng phục là phải có đủ số lượng cung cấp cho các chị. Rồi chuẩn bị mấy cái hàng mới mà lụa mà trưa nay nhà mình còn một ít nằm ở đây nè. Bán luôn cho các chị lụa mango với lại lụa nhập á. Mới có 10 giờ thôi đấy. 874 cho em, giá 150.000 một áo, 250.000 một bộ. Nào lấy thì các chị cốt 874 cho em nha. Một xăm ve chai này các chị. 180 là chất lụa tơ tằm chị Lệ Nguyễn ơi, nhưng mà tơ tằm đấy là hàng giá, nhớ gọi là hàng giá cao á chị. Còn các chị hỏi vì sao mà giá nó khác nhau thì các chị phải mặc thì chị mới biết được. Còn em nói thì tất nhiên em sẽ nói hay, nhưng mà em vẫn nói là nếu như mà là hàng nào giá cao thì em bán các chị giá cao, còn hàng nào em lấy được giá tốt thì em sẽ bán cho các chị giá tốt. Em lấy thật sự với các chị luôn là ở chợ là em mới hay lấy hàng được và giá rẻ nhất trong tất cả những người hiện bây giờ bán live luôn á. Vâng, lên 874, Huyền Trang 874. Cái màu xanh ve chai này nó ăn sạch thường, trời ơi. Không những mặc
quần màu xanh nha, mặc quần màu đen nha, mà mặc quần màu đỏ nha, mặc quần màu trắng nha, mặc quần màu cam nha, quần màu vàng nha. Ừ, lại chờ. Nguyên Hoàng 874, Quỳnh Thằng 3874, Ngọc Thằng 874, Hương Trời Nhỏ 874. Đây em ướm thử cái cho các chị xem cái độ lóc lánh long lanh của nó. Lê Quý 180, Nguyễn Thúy 180. Huyền Trang 874, Nguyễn Thoa 874, Thịt Lê 874, Phạm Thủy 874. Phùng Thị Dành 874, Yến Nguyễn 180. 874 là 4, 180 là 1 đúng không? Trang Phạm 180. Màu em mặc hết rồi chị ơi, em còn màu khác nữa nha chị. Nam Lê 874, Long Lê 874, Tuyết Mai trắng em hết rồi ạ. À? Tuyết Mai trắng em còn có một áo à chị, mà em bán hết rồi. Nga Trương 180. Ờ chị, chị Hải Trương ơi, in chưa? In phiếu của Hải Trương ra sáng mai cho anh hỗ trợ đơn hàng cho chị chưa? Dạ. Rồi để em đọc tin nhắn của Phong coi là em hỏi với Phong ơi sao em không may áo cho chị, không biết nó nói cái gì, không biết cái này là không may cho chị. Kim Loan lên 874, sếp Đoàn Hạnh 874. Sorry chị, em nhiều việc quá em may chưa kịp, sáng mai em gieo cho chị nha. Rồi ok. Vậy sáng mai mặc nha. Chứ giờ này bị kế hoạch bị phá sản rồi các chị ơi. Thanh Mai 874, đây kế hoạch bị phá sản này. Đẹp xuất sắc, đây là em may mặc. Chứ chờ bản may không có kịp. Đây là em may cái này, nhưng mà chất của nó là lụa mango các chị ơi, nhưng mà ở ngoài nó đẹp quá, nó đẹp cực kỳ luôn. Nó hiện tại bây giờ em còn là 48 áo cho các chị nữa là hết. 100.000 một áo nha. Nhưng mà hoa đẹp lắm luôn đó, lập thể bông trên bông dưới này. Nhưng mà các chị chưa thấy mặc cổ Thuyền bao giờ đúng không? Cả 5-6 tháng nay nhiều chị quen em còn chưa nhìn thấy mặc cổ Thuyền bao giờ. Để em mặc áo mango cổ Thuyền cho các chị xem. Các chị ơi, đóng cho em mã số 48, giá 100.000 một áo và 200.000 một set nha. Chị nào lấy set thì đóng set cho em luôn. Cầm Tú Lương 48, Phùng Khánh Loan 48, Tiffany Ngô 48 một set, Tuấn Kiệt 48, Võ Thu Nhung 2 áo 48, Lý Trần 48, Teresa Hồng Nguyễn 48 set, Tạ Trần 2 áo 48, Hoa Ngô 48, Happy 48, Nguyễn Hữu 48, Nguyễn Loan 48, Huỳnh Router 48 set, Giang Phạm 48, Dương Thị Mỹ Cúc 48, Thiên Trang 48 set, Lê Nguyễn 48 set, Loan Hàng 48 xếp, Trinh Độ 48 xếp, Dương Huỳnh 48, Long Lê 48, Phùng Thị Dành 48, Lan Ca 48. Chị em thử đi, chị Teresa Hàng Nguyễn em biết chị mặc hoàn toàn là ấm kim hết, nhưng mà chị mặc một lần là chị sẽ rất là thích. Và nếu mà em có bán 10 mẫu thì em nói bèo lắm cũng phải mua một mẫu. Tại vì nếu đẹp thì em mới bán các chị. Còn nếu mà gọi là hàng bây giờ mà thường thường, không phải đầy chợ, em chẳng thể bán. Em lấy hàng nha chị này, chỉ là chuyên trong tất cả những người bán độ mango cách đây mười mấy năm rồi. Nên mỗi lần mà em lấy hàng là chị rất là hiểu tính của em. Năm cách đây 2 năm về trước á, một ngày nhà em bán cho chị 100 cây độ mango. Một ngày nhập 100 cây. Thế chị tưởng tượng một tháng nhập 3.000 cây, 30.000 cây hàng của mango, chị biết là bao nhiêu hàng.
vậy mà đến bây giờ một cái khi em mua được có 2-3 mẫu. Ngày giờ em mua có 2-3 mẫu. Mà mỗi một lần em lấy, thật sự những người bán hàng mối ấy, người ta chỉ cần nhìn từng lượng cái hoa văn như thế nào là người ta sẽ biết được cái gu thẩm mỹ của mình như thế nào ngay và liền. Em nói thật luôn á. Nam Lê 180. Còn Huyền Hoàng 48 xếp. Hồ Bích 48. Đây. Đấy, cứ hoa như vậy mặc thử một lần cho em. Không cần mặc nhiều, một áo thôi, không cần mặc nhiều đâu chị. Lúc nếu mà đẹp quá may thử một áo đi, thật sự chị đưa lụa mango với chị đưa vải khác lắm. Thợ may thích lụa mango hơn nhiều thì vì may form áo dài rất là đẹp và dễ may nữa. Giá có 100.000 một vải áo thôi mấy chế ơi. 200.000 một set cho em nha, 237 lấy mẫu này cho chị mấy đứa ơi. Cho em giá 100.000 một áo, 200.000 một set. Chị nào lấy thì các chị chốt 237 cho em. Có độ co giãn, mặc rất là thoải mái. Ứng dụng không may áo dài thì may đầm, không may đầm thì may áo kiểu, không may áo kiểu thì may đồ bộ, không may đồ bộ thì may tất cả các thể loại luôn. Cẩm Tú Lương 237, Ngô Nguyên 237, Tiffany B. Nguyễn 237, Jenny Lê 237, Maria Đinh 237, Võ Thu Nhung 2 áo 237, Nguyễn Loan 237, Teresa Hồng Nguyễn 237 set, Hoa Ngô 237, Thúy Huỳnh 237, Lê Nguyễn 237, Anh Thu 237, Mai Đoàn 237, Quyên Nguyễn 237, Em Diên 237, Dâm Phạm 237, Dung Trần 237, Phỏng Thuyền 237, Kimberly Trần 237 set. Nhiều chị á, hồi trước là các chị hay mặc những cái hoa văn như vậy nè, mà nó làm mình hàng von. Các chị có biết vì sao không bán mình hàng von không? Vì có một cái tái như vậy, nếu các chị muốn mặc đẹp mà các chị sẽ yêu thích mình hàng von nha. Em không nói tới mà dòng hàng cao cấp như là hay là ABC đâu, mà chỉ cần von hàng thôi. Nếu các chị biết cách xử lý thì các chị mặc một cái áo von sẽ rất là đẹp. Và chị nào mà có sở thích mặc von ấy, thì em chỉ cho các chị một cái như vậy nè. Nếu như mà là mặc von ấy, các chị mặc là các chị may hai lớp, điều đó là rất là bình thường rồi. Ai mặc von cũng đều may hai lớp nó mới đẹp. Nhưng mà các chị để ý cái tay của von nó sẽ rất là mỏng. Và khi mà các chị mặc tổng thể nhìn một cái áo, đặc biệt những người bán like, các chị thấy cái phần này thì rất là dày này. Nhưng mà cái phần này này các chị nếu mà để hoàn hảo một cái áo dài thì không bao giờ đẹp. Vì cái tay của von chỉ may có một lớp thôi. Và nó thứ nhất là mình mặc cái dây áo ngực nó kéo lên như vậy là nhìn nó sẽ rất là... Nói chung là nếu mà để mà nhìn kỹ vào những cái người ta khó tính ấy, thì người ta sẽ thấy là không đẹp. Cho nên vì sao hồi xưa em mặc áo dài von, các chị ấy lâu lâu các chị thấy ấy, không bao giờ cái tay của em nó mỏng. Vì em thứ nhất là em lựa chọn những cái màu dễ kiếm vải nhất. Ví dụ như là đen với xanh đen với đỏ đô. Em lấy một là lụa mango, thời đó là em hay lấy lụa mango nhiều nhất. Chứ thường mà von là sẽ không bao giờ phối vào trong những cái viện vải bóng được đâu. Các chị sẽ lấy cái vải lụa mango như màu đen ấy, là em pha cái tay của em bằng vải lụa mango màu đen. Thì khi mặc vào một cái áo từ trên xuống dưới tổng thể của nó rất là đẹp. Và đặc biệt von càng màu đen, càng màu xanh đen, càng màu đỏ đô thì nó sẽ càng mỏng. Và khi đưa vào những cái phần nắp, cái phần tay này của các chị nó mỏng lét luôn, nó sẽ không bao giờ đẹp. Có nghĩa là nếu mà nói về đẹp thì nó vẫn là đẹp nhưng nó chưa hoàn hảo. Thế nên vì sao mà em vẫn nói với các chị nếu các chị mặc cái này với các chị mặc von thì các chị mặc này đẹp. Đỡ phải xử lý hai lần may tiền vải, hai lần tiền vải, hai lần tiền phong và một phần xử lý. 237 cho em giá 100.000. Kim Liên Trần 237 set, Thôi Đỗ 237 set. Chị nào lấy thì các chị chốt 237 cho em. Eva Nguyễn 237 set. Các chị có biết là vì sao mà cứ cái lô này mà có mango thì von nó sẽ ra trước, xong bắt đầu mới ra mango. Các chị thấy là người nhà nhà bán von nhưng riêng em mà không bán von. Còn von nhà em những cái hoa mà hoa giống hàng của ABC, nhà em còn cả kho, em còn chưa lô ra bán. Các chị Bảo Thu Nhung có 237 rồi nha chị. Cho nên nếu các chị muốn mặc von đẹp là các chị để ý đi. Các chị cứ về các chị lấy áo của các chị ra, các chị nhìn là các chị sẽ biết được cái cách mà em vừa nói với các chị liền. Đó là những cái mẹo mà thực tế là nếu mà thật sự mà các chị muốn mặc được một cái áo dài đẹp, các chị còn phải biết cắt, hoặc là các chị còn phải mình mặc quá nhiều rồi mình để ý một chút thì nó mới là đẹp. Bởi vậy thì sao những người bán mai như em á, mặc được một cái áo dài đẹp cũng không phải là dễ không. Mai Tâm Phạm 237 set, Cô Cúc 237, Mai Đặng 237. Đây này, mẫu này nó sẽ có cả von này.
Nhà em cũng có con luôn mà em không có bán cho các chị. Tại chàng 237 mẫu xăng cổ Việt này. Mẫu xăng cổ Việt này là nhà em cũng có con luôn, nhưng mà em không bán con cho các chị, mà hiện tại bây giờ em bán cho các chị mang gồm trước 172 cho em, giá 100.000 một áo, 200.000 một set nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 172 cho em. Các chị bắt tay nhỏ nhỏ, các chị còn đỡ nha, bắt tay to như em là tuyệt đối là nên chấm vải mặc. 172 cho em, giá là 100.000 một áo, 200.000 một set, chất vải là lụa mango nha các chị. Cẩm Tú Lương 172, Bảo Ngọc 172, Võ Thương Dung 172, Tiffany Ngô 172 set, Nguyễn Thúy 172, Nguyễn Loan 172, Ngô Quyên 172, Huyền Pháp 172, Huyền Hòa 172, Loan Kim Mai 172 set, Phương An 237, Lý Ngô 172, Cao Diễm 172, Tuyết Tràng hai áo 172, Phùng Thị Dành 172, Huyền Trần 172 set, Quỳnh Ngọc Nguyễn 172 set. Đây em có là mẫu hoa mẫu này là một thứ để em bán được cho các chị rồi, bây giờ em còn chắc phải hai ba chục áo nữa là em cũng hết luôn. Chất vải cũng là lụa mango luôn, lập thể nó đẹp lắm các chị ơi. 411 cho em, giá 100.000 một áo, 200.000 một bộ nha các chị nha. Là một mét á, áo 2 mét, quần 2 mét á các chị. Thu Thanh Lê 411, Ali Cao Nguyên 411, Võ Thu Nhung 411, Nguyễn Loan 411, Nguyễn Minh 411 xét, Sơn Nguyễn 411, Hoa Ngô 411, Trân Nguyễn 411, Quyền Hoàng 411, Châu Diễm 411, Thắm Lê 411 xét, Quỳnh Trần 411, Phạm Nga 411, FB 2 áo 411, Phương Loan 411 xét, Thúy Trần 411. Lập thể này không dùng, các chị may áo dài đẹp nha. Còn nếu mà các chị thích pha như em ấy, là các chị cứ may cho em hai cái thân, xong rồi là các chị lấy lụa mango đen ấy, các chị pha vô cái cặp tay đen. Chị nào mà thích lâu lâu mình phát cắt một chút xíu, xong chị mặc thêm quần đen nữa là đẹp tuyệt vời, một bộ đồ luôn. Kim Loan Nguyễn 411 xếp, Jenny Ngọc 2 áo 411, Nguyễn Nhi 411, Tâm Lê 411, Dương Tiên Nguyễn 411, Giang Phạm 411 xếp. Mẫu này ứng dụng á, không dùng nhá. Em thấy các cái trang mà thiết kế nó lấy nó về nó bán áo mùa này là mùa năm nay là trend của một sơ mi, giới trẻ là mặc toàn sơ mi không, với lại đầm với trung tốt nha các chị, rất đẹp luôn. Nữ Nguyễn 411, Ngọc Hằng 411, mềm mềm nhưng mà hàng, nếu mà gọi là hàng chính phẩm ấy, thì các chị nhận của lụa mango nó, các chị rờ trên cái bề mặt của nó sẽ có một cái lớp hơi nhung một chút xíu thì nó mới là hàng lụa hàng chính phẩm nha các chị nha. Phạm Tư 411, Đỗ Hồng Huệ 411, Phạm Thủy 411, 100.000 một áo, 200.000 một set. Chị nào lấy thì các chị chốt 411 cho em, chắc phải là lụa mango. Phùng Thị Dành 411, Đức Kim Nguyên 411, Trần Thị Nhà 411, Hoa Ngô thêm một áo 411, Mai Đặng 411 set. Miễn phí ship toàn quốc cho các chị nha các chị nha. Chị nào Tiffany lấy thì các 411. Đây mẫu này, mẫu này trưa nay em bán, em bán nhưng mà em bán màu xanh, mà màu xanh thì hiện bây giờ nó hết rồi, bây giờ em chỉ còn màu đỏ đô thôi. Màu xanh thì ngày mai ngày mốt em may xong em sẽ mặc lại cho các chị thêm một lần nữa. Thanh Gia Gia 411, trưa nay trẻ đơn các chị hết. Thanh Ngân Bùi 411, Hiền Phả 411, 3 Trong Bùi Áo Dài 411 hết, Thúy Trần thêm một áo 411, Huyền Nguyễn 411, 133 cho em nha các chị nha, còn một nhỏ. Nồng 411 hết. Một 33 cho em, giá 100.000 một áo, 200.000 một set. Chị nào lấy thì các chị chốt 133 cho em. Đẹp lắm các chị ơi, ở ngoài nó nét như là Sony luôn đấy. Sắc
Sara Thi 133, Võ Thu Nhung 133, Hà Thúy 133 set. Cái này mà các chị mua về các chị may đâm cho em thôi cũng còn đẹp chứ đừng nói tới may áo dài tròn cổ tròn sát tay dài nữa. Thao 133, Tiffany Nguyễn 133, Tích Trọng 133, Tích Kim Nguyễn 133, Huyền Hòa 133 set, Hồng Anna 133, Phương Phúc Trọng 133, Phương Nguyễn Minh 133, Châu Nguyễn 133, Phương Mai Nguyễn 133, Nguyễn Thị Liền 133, Phùng Thị Dành 133, Teresa Hảo Nguyễn 133, Thăng Tham Gia 133, Trương Huỳnh 133, Trang Thúy 133. Quá đẹp luôn, em nhìn em còn nghiền. Huyền Nguyễn 133, Phương Trúc 133, Long Lê 133, Nghĩa Nguyễn 133. Một ba ba cho em giá 100.000 một áo, 200.000 một set thì nào là chị các chị chốt 133 cho em. Em có 3 cho tới 4 mẫu của cái mình hàng lụa mà lụa nhà em gọi là lụa Nhật ấy, mà nó là cái phong cách mà hoa nhỏ nhỏ nhí như vậy này, mỗi màu em còn có mấy áo thôi, em lấy luôn bán cho các chị luôn, em xin các chị đồng giá hết 100.000 một áo thôi. Lê Nguyễn 133. Đây này các chị đây. Cái này là ở dưới kho nó báo em còn 3 cho em lấy hết luôn để em mai em mặc xong là em sẽ bán cho các chị. Các chị nhìn thấy nào, dễ thương chúa. Trời ơi, rất đẹp lắm luôn đấy các chị ơi. 505 cho em giá 100.000 một áo nha các chị nhé. Nở cao 133. Đây em tưởng hết rồi, đây này còn này các chị. Cái này bây giờ em chốt xong rồi ngày mai tụi em cắt trẻ đơn luôn nha. Sáng mai em đưa cái này về cho chị may liền đó. Năm 505 cho em giá 100 luôn các chị ơi. Nguyễn Trang 505, Tuấn Kiệt 505, Chi Bích Chi 505 xếp, Thanh Thang Gia 505, Nguyễn Thị Ngọc Anh 505, Maria Đinh 505, Hà Thủy 505 xếp, Đích Kiên Nguyễn 505, Diễm Viên 505, Phương Mai Nguyễn 505, Minh Nhật 505, Vua Nguyễn Minh 505, Happy 505, Hiền Pháp 505, Đinh Nho 505, Tiffany Ngô 505 xếp, Ánh Hữu 505, Sarah Thi 505, Bùi Thủy 505, Thân Thân Gia 2 áo 505, Thúy Đỗ 505, Đỗ Nhung 505, Mai Đặng 505 xếp, Jenny Ngọc 2 áo 505, Phạm Thủy 505 xếp, Phạm Tư 505, Hoa Anh Đào 505, Nghĩa Nguyễn 505, Lan Nguyễn 505, Huyền Nguyễn 505, Đào My 505, Đa Nguyên 505, Trần Quỳnh 505 xếp, Thủy Nguyễn 505, Thư Triệu 505, Lê Thị Hoa 505, Đặng Vạn 505, Nguyễn Dung 505 xếp, Hàng Xích Tây 505, Thương Huỳnh 505, Kim Tràng 505, Hồng Anh 505, Trâm Nguyễn 505, Dương Liên 505, Minh Hiếu Đặng 505, Mít Quyên Nam Áo 505. Coi trong kia coi có cái dây sạc pin điện thoại iPhone không, lấy ở đây cho chị cũng nhỏ. Lan Nguyên 505, Hoa Ngô 505, Mèo Béo 505 xếp, Nhân Hà Ngô 505, Trần Quỳnh 505 xếp, Thủy Nguyên 505, Thảo Ma 505 xếp, Cà Rốt 505, Minh Đức 505, Nguyễn Trang 505, Đỗ Hồng Huệ 505, Nguyễn Thị Liền 505, Trần Quỳnh 505 xếp, Huy Đỗ 505 xếp, Ami Thúy Ma 505, Nguyễn Dũng 505. Tâm Dinh 505. Em ướm trắng cho các chị. Ở trong live nó không đẹp đâu, ở ngoài nó còn đẹp hơn nữa luôn. Không có thu kém gì hàng cao cấp luôn á. 100.000 một áo nha các chị. Lụa này là xuất sắc của nhà Tú, best seller của nhà Tú luôn. Thay vì cũng mua là mango thì cái này nếu có đẹp thì em sẽ cho các chị một cái lựa chọn rất là hoàn hảo.
Mùi Quyên 505, Đỗ Thổ 505, Hồ Bích 505. 252 còn có 4 áo thôi, giá 100 ngàn một vài áo. Bỏ bớt mấy cái ghế ra đi mấy đứa. 252 cho em, giá 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 252 cho em, còn 4. Mi Ái 252, còn 3. Tuyết Trần 252, Anh Thủ 252, còn 1. Tuyết Trần 252. Đây nữa, trời ơi nó kinh. 252 em hết. Một trăm ngàn một áo thôi các chị ơi. Mình hàng lụa đó nha, không phải là mình hàng mango đâu. Mình hàng này mà mua được là giá mà rất là chuẩn luôn. Đây Huyền Trần 258, Tiffany Ngô 258, Nguyễn Thị Ngọc Anh 258, 2104, Nguyễn Minh 210, Châu Tây 210, Nguyễn Nhi 210, còn 1, Quyên Lê 210. Mẫu mà bán đến 5 năm trời mà nó vẫn cứ hot, mà trong khi đấy các chị phải bỏ tiền ra mua bằng chất khác, thì cái này các chị mua em chất này mặc sang hơn rất nhiều. 100 ngàn một vải áo em mặc hết rồi các tình yêu ơi. 244 cho em, giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt 244 cho em nha các chị nha. Màu áo em mặc hết rồi chị. Amy Thúy Mai 244, Tiffany Ngô 244 xếp, Mỹ Tâm Phan 244, Anh Đi Lê Tổng 244, Giang Hương 244, Ngọc Hằng 244. Vũ Quốc Khai Áo 244, Tà Rốt 244 xếp, Thúy Nguyễn 244, Hoa Anh Đào 244, Thùy Nguyên 244. 244 em còn 5, chị nào lấy thì các chị chốt 244 cho em. Không những mà ứng dụng nha, mẫu này may áo dài mà may đồng, may trung số, trời ơi may áo kiểu. Lên Nguyễn 244, Nguyễn Lộc 244, còn 3. Chị Phú Quốc 2 áo 244 thôi nha. Đưa cái lụa kia cho cô luôn Thư ơi, cái lụa cao cấp kia luôn kìa. Tiffany B Nguyễn 244, còn 2. Trang Nguyễn 244, còn 1. Cô Mai Nguyễn 244. Ừ. 100 ngàn một vải áo, 200 ngàn một set nha các chị nha. 262 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 262 cho em. Các chị ơi, nếu mà các chị thích hoa nhí ấy, các chị ráng đợi em đi. Còn không thì để em sẽ lấy cho các chị, nhưng mà em bớt cho các chị như hoa nhí của em. Em lấy đúng hai mẫu thôi, nền đen hoa vàng với nền đen hoa màu hồng cắn sen cho các chị, bảo đảm nhìn một cái là nghiền nếu các chị tín đồ của hoa nhí. 262 cho em nha. Nguyễn Nhi 262, Phục lấy cái này đi Phục, chị qua chị chỉ cho nó lấy. Mai Uyên 262, còn Nguyễn Lan 262, Đỗ Thuận 262, Tô Quỳnh Giang 262 xếp. Chị Mật Thương 244 em hết rồi nha chị. Em sorry chị ạ. Happy 262, Trần Quỳnh 262, Huỳ Nguyễn 262 xếp. Phạm Thủy 262, có hai dạng mà. Lụa mịn ấy, lụa mịn mà lụa mịn chính phẩm nó khác với
cái lụa mà các chị hay gọi là lụa Nhật nha. Cái mình hàng nó mỏng hơn cái mình hàng mango một xíu siêu, giá của nó mắc gấp đôi luôn. Đây này, cho các chị xem. Nguyễn Thị Liên 262. Đấy, nếu thật sự các chị thích mà nhí như vậy để các chị may đầm hay là các chị may áo dài, nói chung là các chị ứng dụng cái gì cũng được hết. Các chị đóng cho em Tri Ân, em tính đúng vốn các chị luôn 90 ngàn một áo. Đấy, nếu các chị thích nhí xinh lắm, đắm cho em mẹ Tri Ân nha. Đúng bán hai mẹ hai nhí cho các chị thôi. Một cây này mà bán cho các chị là lúc nào cũng cả trăm áo, không bao giờ bán ít. Ami Thúy Mai Tri Ân, Huyền Trang Tri Ân, Lê Thị Hải Hà Tri Ân, Nê Khoa Nê Vi Nguyễn Tri Ân, Thúy Hữu Tri Ân, Anna Nhung Tri Ân, Trang Thúy Tri Ân, Thanh Ngân Bùi Tri Ân, Tạ Tràng Tri Ân, Phan Nguyễn Tri Ân, Kim Loan Dinh Tri Ân, Nguyệt Minh Tri Ân, Hoa Ngô Tri Ân, Tiffany Ngô Tri Ân, Nguyên Nguyễn Tri Ân, Mai Uyên Tri Ân, Nhung Hoàng Tri Ân, Thúy Huỳnh Bốn Tri Ân, Mai Đặng Tri Ân, Nhung Ti Nguyễn Tri Ân, Huyền Nguyên Tri Ân, Minh Nhật Hai Tri Ân, Trần Thị Hòa Tri Ân, Kim Loan Dinh Tri Ân, Tuyền Nguyễn Tri Ân, Dâu Tây Tri Ân, Thảo Mai Tri Ân, Mai Huỳnh Tri Ân, Hà Thúy Tri Ân, Thủy Dung Tri Ân, Phạm Tư Tri Ân, Anh Đi Lê Tầm Tri Ân, Phương Phúc Trần Tri Ân, Thái Lục Tri Ân, Quỳnh Phạm Tri Ân, Hồng Đào Tri Ân, Thủy Nguyên Tri Ân, Hồ Thị Loan Tri Ân, Ngọc Dầu Tri Ân, Thủy Tứ Phạm Tri Ân, Nguyễn Nhân Hai Tri Ân, Trần Lũ Áo Dài Tri Ân, Phạm Hồng Tri Ân, Phương Nam Tri Ân, Nở Phạm Tri Ân. 90 ngàn một áo cho các chị thôi. Đấy, nếu mà thật sự các chị thích nhí của nhà em, nhí là phải như vậy, nhí mà mờ mờ là các chị mặc là thua. Nhí là tính lắm luôn á. Tính các chị đúng 90 ngàn một áo thôi, đúng chuẩn hàng. Cái cây này thì là mình hàng mango chính phẩm nhé. 275 cho em, giá đúng 90 ngàn một áo cho các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 275 cho em thôi. Bán tặng các chị luôn. Muôn áo thôi em cũng lên 99 cho là quá trời quá đất rẻ. 275 thôi. Chị ơn hết rồi các chị ơi. Gấm Phạm 2 áo 275, Pha Ngô 275, Phạm Hồng 275, Phan Nguyễn 275, Phát Quân Nguyên 275, Dung Tiên Nguyễn 275, Điển Phạm 2 áo 275, Thi Tiên Nguyễn 275, Nguyễn Minh 275, Dương Thị Thị Cúc 275, Trang Thúy 275, Mai Nguyên 275, Tiffany B Nguyễn 275, Anh Hoàng 275, Anh Đi Lê Tầm 275, Happy 2 áo 275, Thảo Phan 275, Phan Hồng 275, Minh Nhật 2 áo 275, Nguyên Trần 275, Phương Mai Nguyễn 275, Dâu Tây 275, Mai Huỳnh 10 áo 275. Long Lê 275, Huyền Nguyễn 275, Mai Tâm Phạm 275, Dâu Tây thêm một áo 275, Nở Phạm 275, Ruby Gold 275, Kim Thanh 275, Mai Đoàn 275, Ngọc Dầu 275, Thanh Thúy Trần 275, Ngọc Thư 275. Chị ơi em hết rồi các chị ơi. Bích Đỗ 275, Hoa Ngô thêm một áo 275, Lan Cao 275, không đẹp không lấy tiền nha. Lụa nha các chị, lụa Nhập á. 201 cho em, giá 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 201 cho em. Lan Tràng 275. 201 cho em, giá 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 201 cho em. Lan Nguyễn 201, Ruby Gold 201, Kim Chi Lê 201, Vũ Hồng 201, Cẩm Thạch Tôn Nữ 201. Bùi Kim Anh 275, Nguyễn Văn Mừng 201, Trần Phan Diệp Trang 201, Anh Thư 2 áo 201, Su Su 201,
Dương Thị Mỹ Cúc 201, Kim Phượng 201, Ngân hàng Ngô 201, Bùi Kim Anh 201. Phương Mai Nguyễn 201, Lan Ánh 201. Hoàng Đào 275. Không một còn ba. Ui còn hai nè không. Em trưa nay á là em có tính cho các chị nếu mà riêng về bi nha, là nhà em cứ bán theo từng đợt. Em mua tổng cho các chị là được 4 lô bi, mỗi một lô bi của nó là sẽ có một lần sẽ bán là một cái lô bi nó khác nhau. Mà nếu mua một lần như vậy là mua một kho, mà mua một kho với về bán cho các chị giá 80.000 một áo, chắc phải lụa mango bi đúng không các chị? Chứ ai bán mango bi giá 100.000 vẫn bán theo vòng các chị chưa? Quá trời luôn. Không ai bán lụa bi chấm bi cho các chị giá 80.000 một áo. Nhà Khánh 201 còn một. Bích Đỗ 201. Hàng mắc tiền nó chơi cho chị luôn, bán cho chị giá 100 luôn. Đây này các chị, cái này á là ở dưới chợ em có từng giải thích các chị một lần rồi, các chị nhớ không? Nó gọi là mango hai da, giá rất là cao luôn, mà em cũng xin các chị bằng giá luôn, 100.000 một áo thôi các chị ơi. Này là mới về đấy, chứ còn đợt trước là hết con rồi. 289 cho em giá 100.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 289 cho em. Nếu mà mặc cái mình hàng này đẹp hơn cái mình hàng nếu mà có thì sẽ bán cho các chị nhiều, nhưng mà nó không có nhiều các chị ơi. 289 cho em giá 100 các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 289 cho em, mỗi là 2 đồng với sao hết. Mai Trần 289, Hoa Anh Đào 289, Bác Phương Nguyên 289, Mai Tâm Phạm 289, Tâm Văn 289, Lan Huỳnh 289, Phùng Diễm 289, Phương Mai Nguyễn 289, Nguyễn Dung 289, Loan Nguyễn 289, Phùng Thị Dành 289, Trần Nguyễn Khánh Thi 289, Dương Liên 289, Huyền Trần 289, Thái Lương 289, Tâm Văn 289, Thủy Nguyễn 289, Sarah Thi 289, Maria Thái 289, Lê Loan 289, Thu Lộ 289, Nga Nguyễn 289. Hoa Hồng Nở 289, Trần Quỳnh 289, Hồ Bích 289. Đây các chị phối thì các chị phối cho ngoài cho em nha. Ví dụ mẫu này mà các chị không may áo dài ấy, mẫu này các chị có thể may cho em đầm, các chị mặc đi chơi. Với lại sắp sửa con các chị được nghỉ học nè, du lịch nè các chị. Ừ, mặc mấy cái này các chị, nếu mà các chị bỏ vô trong vali ấy, các chị nhớ các chị quấn tròn vào. Giống như là người ta chỉ cho mình cái cách mà các chị quấn cái quần jean ấy, là các chị bỏ ra một cái là mặc nó phẳng lì luôn. Cả áo dài cũng vậy luôn, các chị đừng có xếp nha. Nếu mà các chị xếp là nó sẽ có nếp, nhưng mà các chị quấn tròn cho em không có bao giờ mất nếp luôn. Nguyễn Nam 289, không phải ủi luôn á. Rồi còn mẫu này là mẫu độ khuyên đỏ, còn bằng này luôn, bán các chị giá cũng 100.000 một vài áo luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt độ khuyên đỏ cho em nha. Cái này
nào mà còn là chị gọt lên cho nó ấy xong rồi là em đưa cái lô đi cho chị biết. Đỗ quyên đỏ cho em giá 100 nha các chị. Hồng đào đỗ quyên đỏ. Phát phương nguyên hai đỗ quyên đỏ. Thu Thanh Lê đỗ quyên đỏ. Còn 4. Happy đỗ quyên đỏ. Còn. Thúy Trần đỗ quyên đỏ. Còn. Còn Thanh Ngân Bùi đỗ quyên đỏ. Còn 3. Dung Nguyễn đỗ quyên đỏ. Còn 2. Thúy đỗ đỗ quyên đỏ. Còn 1. Em chỉ cho Thúy Trần đỗ quyên đỏ. Em chỉ cho các chị xếp áo dài ấy, khi mà các chị đi du lịch ấy, các chị quấn vào không có bị ngăn. Đưa cho chị cái áo dài ra đây đi nhỉ. Em không biết là các chị có biết cái mẹo này không, nhưng mà hầu như là áo dài của em nó đến cả mấy trăm cái lận mà em xếp mai mốt em kiếm không có ra. Thế nên là thường là em hay làm như vậy mà các chị. Nếu mà đi du lịch á, đặc biệt là quần jean và áo thun á các chị. Còn áo dài ấy thì nó dễ mà. Đây nè, áo dài ấy, các chị cầm như vậy nè. Cái nát này các chị nhìn thấy cái nát không? Đây nè, các chị xếp vào như vậy cho em. Các chị lấy cái đầu này, cái nát này, cái nát áo này các chị xếp như vậy nha. Xếp như vậy cho em nè. Ha. Rồi. Bằng tên tới cái nát này nha mấy chế. Không, cái chế chị xếp vào ngoài cho em. Nếu giống như cái xịt xếp áo không với áo sơ mi vậy đấy, đâu có khác cái gì đâu. Chị gấp vào như vậy cho em nè. Một cái vali á, các chị để nó thiệt xin lỗi nha. Nếu các chị xếp thì các chị để khoảng từ 15 cái áo. Nhưng nếu các chị quấn tròn như vậy là các chị phải để đến được 50 cái áo. Mà các chị xếp hộp như vậy, mỗi lần các chị lấy ra, các chị chỉ lấy ra rất là nhẹ nhàng. Còn xếp như kia là chất lên, không bao giờ luôn. Ví dụ cái vali các chị lớn nha, lớp ở dưới nha, thêm một lớp ở trên nữa là mình mới lớp có một lớp thôi. Còn nếu nữa, thêm một lớp nữa, tổng của mình là 4 lớp, 50 cái áo luôn. Mỗi lần các chị dở ra là nó phẳng lì luôn. Nó phẳng, không có nếp nhăn luôn. Cả áo thun cũng vậy, cả áo sơ mi cũng vậy luôn. Đặc biệt áo dài này là, ví dụ các chị đi chụp hình hay là các chị đi chơi, đi du lịch, các chị muốn mặc chụp hình bỏ ra mà ổn thì thôi luôn, nên nhiều cái nhau nhăn lắm luôn đấy các chị. Xếp quấn tròn như vậy là sao? Còn nếu mà xếp để cắt đi thì nó là một lợi thế. Nhà em á, xếp một lần 500 cái áo này của em á, nó xếp tổng cộng các chị biết có bao nhiêu không? Có khoảng chừng 5-6 bịch 20kg thôi. Còn nếu như mà cỡ 500 cái áo này mà xếp theo kiểu như vậy là này các chị, là nó phải ra đến 15 bịch. Hai bỏ đi cho chị. Rồi. Bi là em tính các chị đồng giá hết 80 nha. Màu hồng vôi này hồi trưa bán là dễ thương lắm, bi mè các chị. Giá 80.000 một áo, cái phải là lụa mango nha. 247 cho em giá 80 này, chốt ngay là liền thôi. Quấn tròn nó vào đừng có xếp các chị ơi. Xếp nó chiếm diện tích lắm mà nó nhanh lắm. Quyên Lê 247, Thu Hằng 247, Tisa Lingo 247, Mai Tâm Phạm 247, Thu Hằng 247, Thu Nguyễn Thi 247, Phương Trúc 247, Tisa Ni Vi Nguyễn 247, Mèo Béo 247 xếp, Lan Anh 247. Đừng lắm đi mẹ các chị. Mặc 3 năm nữa thì thấy mặt cũng vẫn còn đẹp. 247 cho em là giá 80.000 một vải áo, chất vải là lụa mango nha, hỗ trợ bi cho các chị giá 80. Rồi. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là mè đen. Mè đen. Hồng Phạm 247. Mè đen 247. Long Lê 247. Mè đen cho em giá 80, chị nào lấy thì các chị chốt mè đen cho em. Mè đen còn không? 247. Này chắc mới cắt mới dèo xuống ấy, chứ trưa này bán gần hết rồi. Hồng Ngọc mè đen, Mai Uyên mè đen, Thi Hi mè đen, Hồng Đào mè đen, Kim Nguyên mè đen, Mai Tâm Phạm mè đen, Huyền Nguyễn mè đen,
chuyến thuyền mè đen, thân phận mè đen. Con hai. Quyên Nguyễn mè đen. Con hai. Ngang hàng ngô mè đen. Con một. Dân phạm mè đen. Mai Trúc 247. Bây giờ mày đưa mè đỏ chị trước đi, đặt khăn đen một hồi ngậm miệng ấy nha. Đây, mè đỏ cho em giá 80 này các chị. Xinh quá trời luôn. Mè này mặc đẹp, ví dụ các chị may áo đầm ấy. Các chị may áo đầm sơ mi cho em, sơ mi đẹp cổ kiểu như dạng cổ vét ấy. Phần chỗ này nó có cái eo á, để cho cái keo của các chị nhỏ lại, trong phần dưới nó xòe ra. Trời ơi, chơi dễ thương lắm mấy chế ơi. Giống phong cách của mấy cô gái người Pháp á. Mè đỏ cho em nha, giá 80.000 một quả áo các chị ơi. Thu Hằng mè đỏ, Tiffany Ti Nguyễn mè đỏ, Hi Hi mè đỏ, Hoa Ngô mè đỏ, Jenny Lê mè đỏ, Mai Tâm Phạm mè đỏ, Mặc Thư mè đỏ, Hai Đặng mè đỏ. Mè đỏ cho em giá 80. Và mè Kim Anh mè đỏ, Thanh Lan Nguyễn Thi mè đỏ, Tiffany Ngô mè đỏ, Mai Khánh Phạm mè đỏ, mè vàng đồng. Vài áo mỗi mặc bên em hết, bên em không chốt đơn nha mấy chị. Mè vàng đồng cho em giá 80, chị nào lấy thì các chị chốt mè vàng đồng cho em. Biến Ngọc mè vàng đồng, Hi Hi mè vàng đồng, Hồng Đào mè vàng đồng, Tiffany Vi Nguyễn mè vàng đồng. Tha thêm cái cổ mè đen, chị thương lắm luôn. Nhã Khánh mè vàng đồng cho em. Đỗ Phương mè đỏ và mè vàng đồng, Du Huyền mè vàng đồng, Quỳnh Nguyễn mè vàng đồng, Tiffany Ngô mè vàng đồng. Và em có mè trắng đen. Jenny Lê mè vàng đồng, Trần Phan Diễm Trang mè vàng đồng. Mè trắng đen cho em giá 80.000 một áo, 180.000 một set. Chị nào lấy thì các chị chốt mè trắng đen cho em. Trời ơi, cái áo mắc hơn, cái quần mắc hơn cái áo. Kim Nguyễn mè trắng đen, Linh Tạ mè trắng đen, Mai Tâm Phạm mè trắng đen, Hi Hi mè trắng đen, Phương Trúc mè trắng đen, Trung Lê mè trắng đen, Loan Lê mè trắng đen, Mai Đặng mè trắng đen, Mai Đặng mè vàng đồng, Happy Hai mè trắng đen, Mỹ Ngọc mè trắng đen, Nguyễn Thị Kim Hoàng mè vàng đồng. Jenny Nguyễn Hai mè trắng đen. Và màu này thì các chị chốt cho em là mè xăm ngọc hạt. Trời ơi, nó xinh xỉu. Tam Bùi mè trắng đen, Gia Như Hoàng mè vàng đồng. Ồ, cái màu này duyên lắm luôn đó các chị ơi. Đấy, ngọt như mía luôn đấy. Mè xăm ngọc cho em nha, 80.000 một vải áo các chị ơi, 180.000 một vải bộ nha. Nếu các chị không may áo dài ấy, thì một vải áo giá 80 này là các chị may được một bộ đồ thoải mái luôn. Hoặc là nếu mà các chị muốn may đầm thì một cái đầm thoải mái luôn. Còn nếu may áo kiểu thì may được hai áo luôn. Thu Hằng mè xanh ngọc. Mè ngọc đẹp, mè ngọc xinh lắm. Diều Vũ mè xanh ngọc, Nguyễn Hiền mè xanh ngọc, Hồng Phạm mè xanh ngọc, Hi Hi hai mè xanh ngọc, Mai Tâm Phạm mè xanh ngọc, Jenny Nguyễn hai mè xanh ngọc, Tiffany Ngô hai mè xanh ngọc, Hiền Phạm mè xanh ngọc. Chị Hiền Phạm mè đen em hết rồi nha chị. Tiffany Bi Nguyễn mè xanh ngọc, Hương Trực mè xanh ngọc, Nguyễn Lê mè xanh ngọc, Nick Kim Nguyễn mè trắng đen, Diana Chu mè xanh ngọc ba áo, Diễm Huyên mè xanh ngọc, Thu Hằng mè xanh ngọc, Đỗ Phương mè xanh ngọc, Kim Phượng mè xanh ngọc, Loan Lê mè xanh ngọc, Happy mè xanh ngọc, Phụng Hồ hai mè xanh ngọc, Hà Phương mè xanh ngọc,
Dân Phạm mẹ xanh ngọc, Nguyễn Nhàn mẹ xanh ngọc, Hà Mai mẹ xanh ngọc, Bình An mẹ xanh ngọc, Giang Như Hoàng mẹ xanh ngọc, Thúy Hy thêm mẹ xanh ngọc, Bác Phương Nguyên mẹ xanh ngọc, Huyền Hoàng mẹ xanh ngọc, Cẩm Thi mẹ vàng đồng, Eva Nguyễn mẹ vàng đồng, Nguyễn Thị Tuyết Trinh mẹ xanh ngọc, Nguyễn Thị Hà mẹ xanh ngọc. Có em đồ màu đen không Tú ơi? Hiện tại bây giờ thì em chưa trả lời mình được, nhưng mà em biết chắc chắn 100% là màu trắng và trắng ngọc trai thì em còn. Còn màu đen thì em không có nhớ được, cho nên em cũng không biết trả lời mình sao luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt mè xanh ngọc cho em. Và mè xanh đen nữa là hết nha các chị. Là đủ màu đó. Nguyễn Thị Hà mè xanh ngọc, Ngọc Thư mè xanh ngọc, Tê Đoàn mè xanh ngọc, Hồng Phạm Sáu Áo mè xanh ngọc. Không không, còn có 4. Chị ơi em còn có 4 áo thôi, chị ok thì lấy, còn không là hết rồi nha tình yêu nhé. Chị Hồng Phạm em chỉ còn 4 áo mè xanh ngọc, chị ok không ạ? Màu này các chị chốt cho em là mè xanh đen. Đúng rồi. Này đến cái này phục thôi. Ôi dồi ôi, màu xanh đen đẹp lắm các chị ơi. Còn có 4 thôi, thì vừa thải xuống một áo đó, chứ chị đấy chị có chịu không? Nếu không chịu thì đổi thuốc qua cho chị khác. Chị cứ mua mặc đồng phục không đủ đâu thì bỏ qua cho chị khác đi. Còn tập 4 áo mẹ xanh xong rồi chị đã rồi, chị quay tới mẹ xanh đen. Đỗ Kim Chi mẹ xanh ngọc, Thục Nghi Nguyễn mẹ xanh ngọc, còn 2 Pháp Phương Nguyên mẹ xanh đen, Thu Hằng mẹ xanh đen, Hà Mai mẹ xanh đen, Tiffany B Nguyễn mẹ xanh đen, Đăng Lê mẹ xanh đen, Nguyễn Nhàn mẹ xanh đen, Tâm Maria mẹ xanh đen, Thu Hằng mẹ xanh đen, Nguyễn Huyền mẹ xanh đen, Nguyễn Thị Thu Hồng mẹ xanh đen, Chi Bích Chi mẹ xanh đen, Hồng Đào mẹ xanh đen, Nhã Khánh mẹ xanh đen, Thi Hi mẹ xanh đen, Phương Trúc mẹ xanh đen. Đỗ Kim Chi mẹ xanh ngọc, còn 1 Hồ My mẹ xanh ngọc, hết với chị Hồng Phạm. Đâu, em in phiếu ra rồi thì em phải trả lại để mai em báo cho nó chứ. Diana Chu hai mẹ xanh đen, Happy mẹ xanh đen, Hằng Ngọc hai mẹ xanh đen, Dân Phạm mẹ xanh đen, Vinh Phạm mẹ xanh đen, Thông Huy Nguyễn mẹ xanh đen, Đỗ Phương mẹ xanh đen, Thu Hương mẹ xanh đen, Trang Đại Phạm mẹ xanh đen, Kim Loan Dinh mẹ xanh đen, Ngân Hà Ngô mẹ xanh đen, Trương Anh mẹ xanh đen. Hồ My mẹ xanh đen, Sarah Thi mẹ xanh đen, Trang Đại Phạm mẹ xanh đen, Ninh Tạ mẹ xanh đen, Beauty Trần mẹ xanh đen, Nguyên Trần mẹ xanh đen, mẹ xanh đen cho em giá là 80.000 một tháng. Chị nào lấy thì các chị chốt mẹ xanh đen cho em. Trời mẹ đỏ đẹp, đẹp màu đỏ trắng, mè đỏ đẹp quá trời. Thế sao các chị hôm nay mặc quần đen thế? Lê Thị Hiền mè xanh đen chị. Đi lớn bỏ đô. Cứ bi là nhà em hỗ trợ các chị lô mango là giá 80. Cứ em bán hết lô này em lại lôi lô khác bán các chị. Em có tổng 4 lô lắm. Mua một kho mà chứ đâu có mua ít đâu. Các chị ơi, 220 cho em giá 80.000 một áo, 180.000 một set nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 220 cho em các chị ơi. Bán lần là bán, mua lần là mua một kho, một kho là mấy trăm tay. Không phải 24 tay đâu các chị. Thật cơ đỏ đó. Kim Chi B 220, Tiffany B 220. Cái này các chị cũng may đầm cũng xinh lắm luôn á. Bi dễ thương quá trời, nhưng mà cái ngàn đời cũng không may được xưa luôn. Hết bi, hết mè xanh ngọc rồi các tình yêu ơi. Cái ngày mai còn thì các bạn cắt thì em bán sau nha. 220 cho em giá 80.000 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 220 cho em. Mè xanh đen em còn nha. Rồi, màu này em còn 2 áo nè.
giá tính các chị cũng 80 luôn. Trời, đợt trước cái này là chị nào nhận được cũng đều thích. Áo dài Julia 220. Chị nào cũng nhận được cũng thích thế cả trời luôn. Công nhận cô bán bi đẹp mà rẻ quá trời. Đây luôn Alika hiện 209. Còn này Hi Hi 209. Hai 80, giá là 80.000 một áo, 180.000 một set. Chị nào lấy thì các chị chốt 280 cho em. Mẫu này nó lớn á, các chị tưởng tượng nó vậy. Chứ nếu mà các chị pha hai cặp tay đen nhưng các chị may cổ khoảng từ 1 phân thôi. Mặc với quần đen, mặc theo cái phong cách cô bé tự gọi cũng đẹp lắm á nha. Còn không là may đầm, sức tạc luôn các chị. May Uyên 280, Tâm Maria 280, Việt Chi Lê 2 áo 280, các em may cả 280, Nguyễn Truyền 280, cặp tay đen. Nó cổ một phân thôi, một phân nhỏ mà lấy cái vải đen của mango mình làm cái điểm nhấn thôi. Hai cặp tay đen mặc với quần mango đen coi có xinh không? Bên đây trần 280, hoa trần mẹ xanh đen. Chị trần quần mã 209 em hết rồi nha. Mẹ xanh đen phần cũ. Thì mai 280 một set. Thu Nguyễn 280. Các chị thấy em nói đúng không? Các chị tưởng tượng ra đi, dễ thương lắm luôn á. Đức Kiên Nguyễn 280 xếp. Thương Phạm 280. Thu Hương Nguyễn 280. Mai Đặng 220. Có cái đằng sau luôn này cũng ơi, chị lấy mấy cái đằng sau. Thương 280 xếp. Mẹ xanh đen em còn 4 nha. Đây. Lụa mỹ kim. Lụa mỹ kim giá 120.000 một áo. Ôi. 220.000 một set các chị nha. 276 thì mình lấy thì các chị chốt 276 cho em. Đẹp quá trời, bán đúng 5 4 cho tới 5 mẫu lụa mỹ kim cho các chị thôi. Lấy set thì nhớ đóng set cho em nha các chị nhé. Sáu cho em giá 120.000 một áo, 200.000 một set. Chị nào lấy thì các chị chốt 276 cho em. 220.000 một set chứ em xin lỗi. Đi tròn 280. Mềm mại co giãn rồi màu sắc đúng chuẩn để thiết kế cho các chị mặc áo dài luôn. Ôi tinh xỉu. Tâm Băng 276 set, Nguyễn Linh 276 set, Nhớ Dũng 276 set. 276 cho em giá là 120.000 một áo, 220.000 một set nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 276 chứ. Thế nào em cũng phải may một áo lụa mỹ kim em mặc chứ các em không mặc là các chị nhất định không chịu mua. Ngộ thế nhở. Đào Nguyên 276. Phương Thúy Trương 276. Xanh đen là lụa mango nha chị Nguyễn Hương ơi. Nó không phải là màu sơn đâu, nó là vải lụa chấm bi đấy chị. 237 luôn các tình yêu ơi. Mẫu này cũng còn đâu có bao nhiêu đâu, còn có 30 mấy áo chẳng lẽ may lên mà mặc không ăn hết thôi. Quá trời quá đất, cái chế nhà mình thiệt là cái tình. Không may là không nhất định không chịu mua mà. Ơ kỳ lạ đấy nhờ. 238 giá là 120.000 một áo, 220.000 một set nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 238 cho em. Phương Thúy Trương 238. Lấy xếp thì đóng xếp cho em luôn này. Tin chưa? Kim Ngân Đặng 238. Lụa mỹ kim mềm mại, có độ co giãn, thiết kế theo đúng hoa văn, các chị mặc áo dài luôn. Phương Minh Điện Máy 238 xếp. Vi Thanh 2 xếp 238. Jenny Nguyễn 238. Teresa Hảo Nguyễn 238 xếp. Pháp Phương Nguyên 238. 238 cho em giá là 120, 220 nha các chị nha. Mẫu này chị may cũng dễ thương lắm mà chị. Mẫu này chiều nay các bạn nhé mới soạn xong. Quá trời.
trong này ở ngoài nó giống như là hơi hơi cam đất. 211. Ôi lấy đây được rồi. Vài áo tú mặc hết rồi. Giờ chỉ còn màu khác thôi chị. Màu khác được không? Cho đưa xe Hồng Nguyễn 211 set. Kim Vân tặng 211 set. Phương Thúy Trương 211. Một cho em giá 120.000 một áo, 220.000 một set. Mình lấy thì cái 211 cho em. Không lấy nữa đúng không? Qua nha. Để đi mango cho các chế nhà mình em đi hết nè. Có để lại mẫu nào hết, ngày mai có về được mẫu nào thì lấy thì bán thôi. Cho em Nguyễn 211 một set. Ôi sao mấy cái mẫu này nó đẹp dữ vậy mấy đứa mày? Ở đâu vậy? Nè. Cái màu nó pha này các chị, tây quá trời luôn ấy. 203 nha các chị nha, chị nào lấy thì các chị chốt 203 cho em. Các chị ơi, giá có 120.000 nè, vải mềm mại co giãn lắm luôn. Nếu mà để mà với giá tầm này, mà hàng mà chỉ cần hàng có thương hiệu thôi ấy, 300 mấy chục nghìn một áo ngay và liền luôn. Giống như nhà hôm nhà mình bán hội nhập cái nhà ngày đầu tiên bán, các chị cứ toàn nhìn không. Ây chúa, tôi đến khi chị mặc lên rồi, trời ơi. Bí Ngô 203, Hà Giang 203, Thương Thúy Trương 203, Trương Phi Lưu 203, 3 áo, Tâm Băng 203, Xếp, Thi Khoa Nè Bê Nguyễn 203, Phan Khoa Nè, còn Mỹ Linh Trần 203, Xếp, Thiên Niên Nguyên 203, Xếp, Nguyệt Trần 203, Long Lê 203. Ngoài tú mặt có màu vàng không? Nguyệt Trần 203 set. Hình như là em hết rồi chị. Như em hết màu vàng rồi. Em có hoa khác thôi chứ còn màu vải em mặc em hết màu vàng rồi chị. Khi nào lấy thì cái chị chốt 203 cho em nha. Nè, có cả màu tím nữa này các chị. Đẹp quá trời luôn, xỉu luôn á. 265, 120.000 một áo, 200.000 một set. Các chị ơi, các chị thấy nó lạ vậy chứ thật sự các chị mua thử một áo mặc thử đi. Xuân Sê Bê 203, mình hàng của nó xuất sắc luôn á. Còn thì chắc còn nữa thôi, để lấy tay. Còn cái này mới là TV Nguyễn 265, Jenny Nguyễn 265 set, Bí Ngô 265, Nguyệt Trần 265, Phương Thúy Trương 265, Tiffany Ngô 265, Sarah Thi 265, Dương Linh 265, Dương Nguyễn 265, Huyền Phạm 265, Tâm Băng 265 set. Còn Trishy Lu 265, Anh Thu 265 set. Đây em chụp hình liền cái tối em về có cả anh phố cho các chị. Trên siêu lưu thêm 2 áo 265, tổng là 3, có 1. Trang Thị Cẩm Hoa 265, Vũ Quốc 265, Huyền Hoàng 265 xếp. Nè em chụp hình đơn giản các chị ơi. Nhìn máy cơ thì em có đủ ấy, nhưng mà em không phải máy cơ. Kim Văn Đặng 265, không xài bằng máy cơ, chỉ xài bằng điện thoại rất là bình thường. Ngọc Hằng 265, tối em về muộn em sẽ úp cho các chị xem. Cái 203 đẹp, cái màu sắc của nó pha đẹp lắm. Tối sáng mai em úp, nếu chị nào ngủ rồi sáng mai các chị sẽ nó sẽ thử em. Đây là cái màu sắc. Trời ơi, nó sang lắm mấy chế ơi. Nè, những cái tông này này các chị mặc ở ngoài rất đẹp luôn.
216 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 216 cho em. Cái này còn có mấy cái à, bỏ cái áo này vô trong cái vật để đi, mai nó có treo lên trên thì nó treo nè. Cái này cũng vậy, mang đi cất xong rồi lại mang đi phối. Không, bỏ hẳn ở trong cái vật luôn nè. Giờ em mang cái này các chị em chụp hình cái con này. 216 set tâm đẳng tâm băng 216 set Tiffany B Nguyễn 216 set trên siêu lưu năm áo 216 Tiffany Ngô 216 Bùi Thị Kim Phượng 216 set, Hoàng Di 216, Nhớ Dũng 216, Nguyệt Trầm 216. Hết hả? Ủa bài chụp hình này chị? Út chơi cho vui vậy thôi nè. À mấy đứa. Rồi, bỏ đây luôn. Đây. Còn muốn này còn được không? Quá trời 291 150.000 một áo các chị ơi. 298 chị nào lấy thì các chị chốt 298 cho em. Mới toàn xà toàn mới về chưa bán luôn á. 298 cho em, giá 150 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 298 cho em. Ami Thế Mai 298, Tiffany B Nguyễn 298, Trương Thị Tố Quyên 298, Kim Trọng 298, Tâm Băng 298, Pháp Vô Nguyên 298, Tâm Bùi 298, Phùng Thị Dành 298. Mới về luôn, mà nhà em mà bán không bao giờ bán 50 áo, 20 áo như thế tốt đâu. Bán một lần là bán 70-80 áo tới 100 áo, không bao giờ bán ít. Đẹp cực kỳ luôn á, chuẩn to tầm mà đúng chị nhận ở ngoài là vàng đồng, đẹp tuyệt vời luôn. 298 là chắc phải tơ tằm giống em đang mặc trên người này chị, như hoa khác thôi nha. Kim mẫu này là mẫu 298. Mới đó chị. Dân Phạm 298. Cây của nó là cứ gần trăm méo, cây của nó là gần trăm méo. Ống quần tụi 298 xếp. Em cũng không biết đấy chị ơi. Quần thì em chịu thua đấy các chị. Quần thì thợ may may sao em mặc vậy mà nhà em cứ cắt là 2 mét thôi. Áo túi mặc còn màu gì nữa. Áo túi mặc em còn nhiều màu lắm. Nhưng mà bây giờ em hết bán rồi các chị. Em bỏ cái hàng rồi. Hôm nãy như tụi nó cắt hết đi rồi các chị ơi. Giờ bắt tụi nó lôi ra nữa tội nó.
nó có sạch sẽ đi rồi. Bỏ lên đây đi. Cắt hết rồi. Tới đầu nó gọn gàng, cắt hết rồi. Cái thường những cái lô hàng này, cứ một màu của nó là phải một lô của nó phải là từ khoảng từ 10 cho tới 15 màu. Ngân hàng ngô 298. Dạ không, màu áo em mặc hết rồi chị. Em còn mỗi màu một áo hai áo thôi. Bán cuối like cho các chị nữa là hết giờ luôn. 120.000 một áo nha, chắc phải là lụa bí kim nha các chị. Hà Thị Thúy 298. Cái này mà ngày mai mà treo lên là không có hàng mà mua đâu. Đấy đấy mà các chị mà bảo là con. Hà Phương 908. Nè. Ủa cái này là giống cái vừa rồi mà. Chi Lu 3 áo 908. Tâm Băng 908. Chúng ta đưa các bạn xuống đây. Điều này em vừa mới chụp qua. Không phải rồi các chị ơi. 45 cho em, giá 120.000 một áo nha. Chắc phải là lụa bí kim nha các chị. Không giống. Ấy, mặc cái này có phải thẻ này các chị nghe thì nghe thẻ xuống à. Nó kêu mà vải nó nặng mà nó kêu cỡ đó là các chị biết là nó phải nặng mà nó dày như thế nào. Mà thường dày là giá tiền rất là cao luôn. Tính con 120.000 một áo rồi. Trời ơi. Này. Đẹp chưa? Chi Lu 6 áo 45. Trang Trọng 45. Nguyễn Mai Trang 45. Xuân Sơn Liên 45. Tân Văn 772. Ami Thế Mai 772. Ôi nó đẹp. 11 giờ rồi đấy các chị ơi. Nè các chị nhìn thấy chưa? Giá có 120.000 một áo thôi. 3 áo là đẹp hơn. Tâm Tâm 04. Ami Thúy Mai 04. Em mà mặc thì không biết là bao nhiêu cái trái máy không còn hàng luôn. Kim Trần 04. Thúy Nguyễn 825. Teresa Hồng Nguyên 825. Đẹp phải nói là nức nở lòng người luôn. 6-7 năm. Không nhăn một tí nào. Mặc là siêu mát luôn. Có độ co giãn luôn. 6-7 năm có 3. Hết nha các chị. Quỳnh Phạm 6-7 năm. Không 2. Nga Dương 675 còn 1. Trâm Nguyễn 675. Em nghỉ nha các chị nha. Em hẹn gặp lại các chị vào live stream ngày mai lúc 11:30 nha các chị ơi. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Chúc các chị nước ngoài một buổi sáng tốt lành. Đặc biệt các chị Việt Nam nếu còn thức đến giờ này thì ngủ ngon. Ngày mai gặp lại. Hai đi chị hai.